chương 3920, độ phù hợp một Vẻ mặt hồ nhị lạnh nhạt, không vui không buồn, hoàn toàn chỉ có một vẻ mặt như vậy. Cũng không hoài nghi, thế nhưng cho dù vẻ mặt như vậy thì hắn cũng có thể bắt được trái tim của vô số nữ nhân, không phân già trẻ, tất cả đều bị đốn gục. Tiến vào cung điện đi, bích tiêu công chúa oán hận chừng mắt nhìn lăng hàn một chút, tất cả đều là do người này hại. Lăng hàn đáp trả nàng bằng một nụ cười sán lạn, ai bảo vị công chúa yêu tộc này tự mua dây buộc mình, nhất định phải tạo ra tin đồn mập mờ giữa hai người. Bọn hắn đi tới cổng cung điện, chỉ thấy cửa lớn đóng chặt, mà ở cổng thì có 9 người đá, cao chừng 5 người, uy phong lẫm liệt, có một loại áp lực khó tả. Lam Hàn đưa tay chạm vào người đá, lập tức, trong thức hải của hắn nhận được một đống tin tức. Đầu tiên, muốn đi vào cung điện, nhất định phải làm chủ được một bên trong các người đá, lấy người đá làm giáp. Nếu không, cung điện có ánh sáng màu tím chiếu rọi, dưới tiền đồ cho dù là cường giả tầm bí cảnh cũng chỉ có thể mất mạng mà thôi. Tiếp theo, chiến lực cơ sở của người đá đều giống nhau, nhưng lại chịu ảnh hưởng từ chiến lực vượt cấp của người làm chủ, chiến lực vượt cấp của người làm chủ càng mạnh thì chiến lực của người đá cũng sẽ càng mạnh. Ai có thể chạy tới chỗ sâu trong cung điện đầu tiên là có thể đạt được vị trí quán quân trong thí luyện Sổ Long, thu được ban thưởng cũng được phong làm Sổ Long. Chín người bọn hắn có thể trổ hết tài năng, sau này đều có thể tham gia thí luyện Chân Long. Thế nhưng nếu có thể thu được danh xưng Sổ Long như vậy trong thí luyện chân long sẽ có chỗ tốt khá lớn, cụ thể như thế nào, ngày sau mới biết được. Mặt khác, nơi này cấm chỉ tự giết lẫn nhau, nếu không sẽ bị thủ tiêu tư cách. Tám người khác cũng đồng thời nhận được những tin tức này, cơ hồ không có người nào trần chờ mà nhao nhao dung hợp cùng người đá. Hay, hùng bạo sở dung hợp với người đá thứ nhất, sau đó chạy nhanh về phía trước, muốn một quyền đánh nát cửa đá phía trước. Thế nhưng hắn mới bước ra mấy bước thì đã lảo đảo, ngã dầm xuống mặt đất, giống như trẻ con vừa mới học đi vậy từ một ý nghĩa nào đó quả thực bọn hắn chính là trẻ con vừa mới học đi lang hàn cũng dung nhập vào bên trong người đá nhưng hắn không lập tức tiến vào cung điện mà muốn đột phá thất cốt trước chiến lực cơ sở của người đá giống nhau nói cách khác mặc kệ hiện tại bọn hắn là tầm bí cảnh hay là cực cốt cảnh lực lượng sau khi dung hợp người đá đều sẽ không có tranh lệch là bao khác biệt là ở năng lực chiến đấu vượt cấp của bản thân năng lực này có giá trị càng cao thì lực lượng của người đá kia sẽ càng lớn trước tiên lăng hàn thích ứng với nhất cử nhất động sau khi dung hợp người đá đây gọi là độ phù hợp giống như một người cưỡi ngựa nếu không thể kết hợp tốt với ngựa thì sẽ rất dễ từ trên ngựa ngã xuống khi đó cho dù ngựa có nhanh thì có tác dụng gì hứ lại nói dù sao cũng chưa có tiến vào trong cung điện không có chết vì bị ánh sáng màu tím chiếu vào mà một ngày cũng chỉ có thể tu luyện được nửa giờ hắn hoàn toàn không vội người đá này cũng không biết làm bằng chất liệu gì khi hắn thân thể dán lên trên người đá giống như nước vậy mềm mại không có một chút lực nào cả người hắn đã hõm vào bên trong hắn tiến vào bên trong người đá toàn bộ thân thể cũng bị một tầng đồ vật mềm mại rất co giãn bao bọc hai mắt của hắn không có cách nào nhìn thấy mọi thứ thế nhưng sau khi phóng thần thức ra ngoài tất cả mọi thứ bốn phía lập tức bị thu hết vào bên trong thức hải lang hàn vừa nhấc chân lập tức người đá cũng giơ chân lên theo từ trên cao hạ xuống phanh chấn động đến mức mặt đất run lên người đá lập tức nghiêng sang một bên Thiếu chút nữa đã mất đi cân bằng mà ngã sắp xuống mặt đất. Hiện giờ, hắn giống như là trẻ con học đi, chỉ là dù sao hắn cũng không phải là trẻ con chân chính, rất nhanh hắn đã thích ứng được với loại nhịp điệu này, đi rất ổn định. Hắn thử vung quyền, oanh, người đá cũng ngừng quyền rồi đánh ra ngoài, gió giết gào. Thế nhưng lực lượng lại không phải rất mạnh, nhiều nhất cũng chỉ có mấy vạn cân. Lăng Hàn lại thử vận chuyển yêu hầu quyền, người đá lập tức siêu siêu vẹo vẹo đánh quyền. Mặc dù có chút giống nhưng hoàn toàn không có cách nào phát huy ra được uy lực chân chính của yêu hầu quyền hắn vận dụng lôi quang quyền cũng như vậy chỉ có hình không có thần hoàn toàn không đánh ra được tốc độ của lôi quang quyền niệm lực cũng không được không có cách nào câu thông được với năng lượng tầng thứ cao lần này tương đương với thực lực của hắn bị đánh rất xuống đáy cốc bất kể là võ ký hay là niệm lực hay là pháp khí tất cả đều hoàn toàn không có nơi để dụng võ thứ hiện tại hắn cần khai thác là chiến lực của người đá muốn đi vào cung điện đầu tiên phải mở cửa cung ra giống như hùng bạo hổ thái phong đã đi đẩy cửa vậy thế nhưng người đá khổng lồ hoàn toàn không có cách nào để cho hai người cùng tồn tại chỉ có thể từng bước một đi tới thế nhưng dù để mặc cho hai người bọn hắn thay nhau hành động như thế nào thì cũng không có cách nào làm cho cửa đá mở ra được ngay cả cửa cũng vào không được nói gì tới việc tranh đoạt vị trí thứ nhất chứ lực lượng của bọn hắn cũng bị giới hạn chỉ có thể vận dụng năng lực của bản thân người đá cho nên, đây cũng không phải là do lực lượng của người đá không đủ để mở cửa, mà là độ phù hợp giữa bọn hắn và người đá còn không đủ cao. Cũng giống như lực lượng cơ sở của người đá là 10 vạn cân, thế nhưng hiện tại bọn hắn lại chỉ có thể phát huy ra được 3 vạn cân, 4 vạn cân, đương nhiên sẽ không có tác dụng rồi. Điều này cũng rất tự nhiên, ngay từ đầu bọn hắn đã khiến cho người đá đi lại bình thường cũng khó khăn. Cho nên nếu muốn hoàn toàn phát huy ra lực lượng của người đá tự nhiên sẽ có độ khó cao hơn, là tiến giai năng lực bởi vậy chín người đều không ngừng chỉ huy người đá đá chân vung quyền mau chóng gia tăng độ phù hợp ban đêm bọn hắn cũng không ngủ ai cũng không muốn lãng phí thời gian đến sáng sớm ngày thứ hai lăng hàn ra khỏi tượng đá bắt đầu tu luyện không nghĩ tới hắn cũng không phải là người duy nhất ngô lập đông hồng thiên bộ và hồ nhị đều đón ánh mặt trời mới mọc để tu luyện hiển nhiên bọn hắn cũng không có tu cảnh giới trước mắt đến đỉnh phong vẫn có chỗ có thể tăng lên chương 3921, độ phù hợp 2. Lăng Hàn cảm ứng một chút, phát hiện ra tốc độ rút ra thiên địa lực của Hồng Thiên Bộ và Hồ Nhị đều nhanh đến mức dọa người. Hiển nhiên, hai người này đều phá giải được bí mật từ bức họa bằng đá, đạt được truyền thừa. Hồng Thiên Bộ có thể làm được, đại khái là bởi vì hắn dung hợp một con mắt của hung vật thái cổ, cho nên có thể nhìn thấy đồ vật mà người thường không thấy được. Nhưng Hồ Nhị thì sao? Chẳng lẽ hắn cũng tu ra một môn nhãn thuật hay sao? Lăng Hàn đặt sự nghi ngờ này ở trong lòng, nửa giờ sau, hắn lần nữa tiến vào trong người đá, tiếp tục làm tăng độ phù hợp. Độ phù hợp 50%, đến buổi chiều, bên trong thức hải của Lăng Hàn vang lên một đạo thanh âm, lạnh lùng không gì sánh được. Là người đá đang đối thoại cùng mình sao? Nói là đối thoại cũng không phải quá chuẩn xác, chỉ là truyền một đạo tin tức cho hắn mà thôi. Hóa ra, hắn mới đạt tới độ phù hợp 50%. Lăng Hàn thử đi đẩy cửa, Lúc này lập tức có tin tức phản hồi lại. Nhất định độ phù hợp phải đạt tới 90% trở lên thì mới có thể mở cửa. Chỉ khi nào độ dung hợp đạt tới 100% thì thuộc tính cơ sở của bản thân ngươi mới có thể thêm lên trên hóa thân này. Hóa ra, mọi chuyện vẫn rất phức tạp, Lăng Hàn tiếp tục làm độ phù hợp tăng lên, hắn phát hiện ra, ở trong quá trình này lại khiến cho nhận thức của hắn đối với hai chữ cơ sở mới hơn một chút. Hắn vẫn cho rằng mình đã củng cố cơ sở rất hoàn mỹ, điểm này không sai. Thế nhưng khi ra quyền bình thường, trong lòng bàn tay hắn lại có sơ sót. Chuyện này cũng không trách được hắn, bởi vì sau khi kinh lực có thể phóng ra ngoài, bất kể là kỹ pháp gì cũng sẽ không câu nệ ở hình thức nữa. Dù sao chỉ cần đấm ra một quyền, lực lượng sẽ bị đánh tan. Thứ liều mạng chính là lực lượng của ai mạnh hơn, ai dẫn động được năng lượng tầng thứ cao nhiều hơn. Nhưng bây giờ hắn đã cảm thấy mình sai, vật như cơ sở tuyệt đối không thể coi nhẹ. Ở dưới tình huống thực lực ngang nhau đối kháng, có lẽ sẽ bởi vì ai có cơ sở tốt hơn thì người đó sẽ thu được thắng lợi cuối cùng. Thí luyện này rất là có có ý tứ, nó chưa từng chủ động nói cho ngươi nên làm gì, hoàn toàn để ngươi tự mình đi lĩnh ngộ. Lang Hàn gật gật đầu, cũng không cảm thấy buồn tẻ, ngược lại còn càng thêm trầm mê. Một ngày nọ, độ phù hợp của hắn đã đạt đến 60%, chỉ tăng lên vẻn vẹn 10%, còn lâu mới có được hiệu suất như ngày đầu tiên. Bắt đầu từ số 0, đương nhiên tiến bộ sẽ lớn nhất. Lăng Hàn cũng không có đặt nặng việc này ở trong lòng. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn tiếp tục tu luyện. Dường như mọi người cũng biết rõ độ phù hợp nhất định phải đạt tới 90% trở lên thì mới có thể đẩy cửa cung điện ra, bởi vậy tất cả đều đang toàn lực thao luyện. Rất nhanh, ba ngày đã trôi qua. Mặc dù Lăng Hàn không thể mang theo dưỡng nguyên hồ lô, nhưng pháp khí không gian cũng không bị ảnh hưởng. Bởi vậy, hắn vẫn có thứ để lấp đầy bụng, không cần lo lắng tới việc bị đói. Sốt cục độ phù hợp của hắn tăng lên tới 90%, mà điều càng làm cho hắn mừng rỡ chính là hắn đã đạt đến lục cốt đỉnh phong. Công pháp hầu ca, công pháp phụ trợ ở vách đá, lại thêm hoàn cảnh thiên địa đang khôi phục, thiên thời địa lợi nhân hòa đã sáng tạo ra một kỳ tích như vậy. Lăng Hàn bắt đầu xung kích thất cốt, nhưng mà không có đầu mối. Mặc dù trong một vạn minh văn cảnh, có khả năng chỉ có 10, 20 người từng ở cực cốt cảnh tu đến lục cốt, nhưng ít ra cũng có dấu vết để lần theo. Thế nhưng thất cốt trong truyền thuyết cũng chưa từng có rốt cuộc có cảnh giới này hay không cũng không biết trước đó lăng hàn cũng không biết còn có thất biến sau khi tại đột phá lục biến vị diện lực cơ thể đột nhiên phát huy đẩy mạnh hắn bước vào thất biến cho nên rốt cuộc có cấp độ tới thất cốt hay không lăng hàn cũng không biết nhưng bất kể là như thế nào hắn cũng phải cân nhắc vạn nhất bỏ qua cấp độ này như vậy con đường tu luyện của hắn sẽ không hoàn mỹ lăng hàn dẫn động vị diện lực trong cơ thể ban đầu dựa vào thứ này để nhảy vào thất biến, hiện tại có lẽ thứ này cũng là thứ mấu chốt a. Thế nhưng, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, xương cốt trong cơ thể sau lục biến đã đạt đến cực hạn, dù làm như thế nào cũng không có cách nào tiếp tục lột xác được. Muốn xé rách không cùng xiềng xích thì có thể, thế nhưng cũng không phải là xương cốt lột xác, mà là lục phủ ngũ tạng trong cơ thể. Ý vị Lăng Hàn sắp bước vào minh văn cảnh, chuyện này không mưu mà hợp với suy nghĩ của Lăng Hàn. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua, mà độ phù hợp của mỗi người với người đá đều đang tăng lên. Mặc dù độ phù hợp càng cao, muốn tăng lên sẽ càng cây ít Thế nhưng danh giới 90% này vẫn có thể vì tiện chạm đến được. Hai ngày sau, Hồng Thiên Bộ là người thứ nhất đi đẩy cửa cung điện. Kẹt kẹt kẹt, cửa cung phát ra tiếng vang, rốt cuộc đã mở ra. Cho dù có thân ảnh cao lớn của người đá cản trở, thế nhưng Lăng Hàn vẫn có thể nhìn thấy bên trong có ánh sáng trói sáng đang nhấp nháy. Đây chính là ánh sáng màu tím sao, vừa chiếu vào sẽ chết. Ai dám mang nhục thân đi thử chứ? Đây chính là lấy mạng mình đi mạo hiểm A. Hồng thiên bộ không chút do dự tiến vào, phanh phanh phanh, người đá nặng nề dẫm lên trên mặt đất phát ra tiếng vang. Sau khi hắn tiến vào, cửa cung điện tự đóng lại, tốc độ cực nhanh, dù có người muốn thừa cơ hội này tiến vào trong thì cũng không có khả năng. Nhưng chỉ một lát sau, hồ nhị đã đi lên phía trước, tùy tiện đẩy cửa cung điện ra. Lăng Hàn nhìn thấy vậy, con người không khỏi siết chặt. Từ bề ngoài mà xem, tiến độ của Hồ Nhị so với Hồng Thiên Bộ còn chậm hơn, thế nhưng khi hắn đẩy cửa rất là nhẹ nhóm, điều này đã nói rõ cái gì? Có lẽ độ phù hợp của hắn và người đá đã vượt qua 90%. Vị đệ nhất thiên tài yêu tộc này thực sự không thể coi thường. Lại một lúc sau, Bích Tiêu công chúa cũng đi về phía trước, đẩy cửa đá ra rồi tiến vào, cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng người tiến vào cung điện thứ tư lại vượt quá dự kiến của Lăng Hàn, lại là mai hoa tráng kiện không gì sánh được kia nhìn nàng giống như kẻ ngốc, không ngờ ngộ tính lại cao như vậy. Một ngày có bốn người tiến vào, đến ngày thứ hai, bốn người còn lại cũng trước sau đạt tới độ phù hợp 90%, đẩy cửa tiến vào. chương 3922, bí quá hóa liều. Chỉ còn lại mình lăng hàn, kỳ thật hắn đã sớm đạt đến độ phù hợp trăm phần trăm, cũng không đột phá thất biến, cho nên hắn không muốn tiến vào trong đó. Làm sao bây giờ, hắn không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí, mặc dù tám người tiến vào trong cung điện tất nhiên sẽ có long tranh hổ đấu tuyệt sẽ không thuận buồm xuôi gió nhưng dần dần nhất định sẽ có người có thể chiến thắng lăng hàn nghĩ ngợi quyết định cho mình thời gian ba ngày sau ba ngày nếu không đột phá hắn cũng chỉ có thể đi vào mà thôi cùng lắm thì trước tiên không đột phá minh văn cảnh nhất định phải làm cho cảnh giới đạt tới hoàn mỹ hắn tiếp tục thích ứng với tiết tấu chiến đấu của người đá sau khi độ phù hợp đạt tới trăm phần trăm thuộc tính của bản thân lang Hàn sẽ được phụ lên trên thân người đá. Cho nên lực lượng bây giờ của hắn đã đột phá 10 vạn cân, có dáng vẻ 15 vạn. Cứ như vậy, mặc dù năng lực vượt cấp chiến đấu của mỗi người tranh lệch rất lớn, thế nhưng lúc phụ lên trên thân người đá, tranh lệch sẽ thu hẹp lại rất nhiều. Hắn yêu nghiệt như thế cũng chỉ là lực lượng cơ sở tăng lên năm thành mà thôi. Một ngày rất nhanh đã trôi qua, lang Hàn vẫn không có đầu mối nào cả. Hắn càng thêm lo lắng, xoay quanh ở trước cửa cung điện ngày thứ hai lúc mặt trời mới lên ánh mắt lăng hàn lẫm liệt hắn quyết định bí quá hóa liều theo rất nhiều người thấy đột phá lục cốt đã được rồi thế nhưng cũng chỉ khiến cho hắn theo vượt một đại cảnh giới vô địch và bất bại dưới một đại cảnh giới cũng đã đủ trâu bỏ rồi thế nhưng đối với lăng hàn mà nói có ngọn núi cao nhất mà hắn không có trèo lên đây là điều mà hắn không thể nào tiếp nhận được như thế nào mới là bí quá hóa liều kỳ thật đây cũng là chuyện mà lăng hàn đột nhiên thông suốt hắn đã xé rách gông cùng xiềng xích, khắc minh văn ở bên trong nội tạng. Như vậy, hắn sẽ không thể chủ động làm vỡ xương, trái lại còn từ đó thôi động gông cùng xiềng xích làm cho nó vỡ vụn sao. Đây đúng là hành động mạo hiểm, bởi vì khả năng này sẽ không làm được, nhưng mà chuyện tạo thành tổn thương cho chính mình lại là sự thực. Thế nhưng lăng hàn này lại chính là gia hỏa thích mạo hiểm như thế. Liều mạng, hắn khoanh chân ngồi xuống, giai đoạn đầu chủ động cắt vỡ mảnh xương, suy diễn đột phá cực cốt cảnh. A, à, đau đớn đau đớn đau đớn hắn lấy bí lực làm đau thổi qua trên xương cốt quả thật đã có một chút mảnh xương bị hắn róc xuống nhưng thống khổ không gì sánh được lập tức đánh thẳng tới hắn nghe răng quá trình lập tức gián đoạn trước kia đột phá quá trình cạo xương này tự động diễn ra không cần hắn thôi động cho nên dù có đau đớn nhưng vân có thể chịu nhưng còn bây giờ thì sao rõ ràng đau đớn tới tận xương tủy như thế mà vẫn còn muốn tự mình đi thôi động hay sao cũng giống như một đau kia cắt ở trên người cảm thấy đau đớn cái tay sẽ tự động dừng lại như vậy còn có thể tiếp tục xuống tay được nữa hay sao? cho dù có thể cắt một đao thế nhưng muốn một đao, đao thứ ba, đao thứ bốn nữa thì sao? khó ha? À, ý chí chiến đấu của lăng hàn lại bùng cháy. nếu như không khó thì thế gian làm sao lại chưa từng nghe nói qua truyền thuyết về thất cốt cơ chứ? chính bởi vì như vậy, cho nên sau khi bước vào thất cốt mới có thể khiến cho người hắn xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. lại tới, lăng hàn một lần nữa thôi động bí lực, dóc thịt và xương cốt. Nhưng cho dù mồ hôi lạnh trên trán hắn hắn cuồn cuộn chảy xuống, thế nhưng hắn lại không cảm ứng được cấp độ sinh mệnh có dấu hiệu nhảy lên một chút nào. Chẳng lẽ thực sự không có cấp độ thất cốt này sao? Lăng Hàn không tin, cũng bởi vì thất cốt gần như không có khả năng thực hiện, cho nên thế gian mới không có tin đồn về thất cốt. Nếu như hiện tại hắn từ bỏ, như vậy thì có khác gì những kẻ phàm tục, tầm thường cơ chứ? Chính là bởi vì hư vô mờ ảo, cho nên một khi đột phá, tự nhiên chiến lực có thể mạnh mẽ ngập trời xem ra hắn còn chưa đủ ác đối với chính mình lăng hàn cắn răng hắn quyết định buông tay đánh cược một lần tự đánh nát xương lại tiếp tục về mặt tu luyện từ trước đến nay lăng hàn đều là một người điên cuồng bên trong cặp mắt của hắn bắn ra ánh sáng bí lực vận chuyển giai đoạn đầu là tự đánh nát xương thất biến thoát thai hoán cốt biến chất như vậy hắn sẽ đánh nát tất cả đồ vật cũ nghênh đón một khởi đầu mới đương nhiên lăng hàn cũng không có điên bởi vì cho dù hắn thất bại có thể chỉ cần dung nhập vào trong người đá, như vậy trên cơ bản chiến lực của hắn sẽ không bị ảnh hưởng. Phanh, 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 xương cốt không ngừng đứt gãy, ngay cả tư thế ngồi xếp bằng mà Lăng Hàn cũng không thể duy trì được mà đổ xuống mặt đất. Còn tiếp tục nữa hay không? Tiếp tục, Lăng Hàn cắn răng, tiếp tục đánh nát gãy xương, từ cắt thành hai đoạn đến 4 đoạn, từ 4 đoạn đến 8 đoạn, thế nhưng cấp độ sinh mệnh của hắn vẫn không có biến hóa như cũ. Chuyện này đủ để đả kích người ta đến tuyệt vọng a lăng hàn lại không cho rằng là như vậy hắn tin rằng tất nhiên trong lịch sử sẽ có vô số thiên tài tên biên xung kích thất cốt chẳng lẽ bọn hắn cũng không có nghĩ tới qua chiêu này hay sao lại đến lại đến lại đến lăng hàn càng thêm điên cuồng giai đoạn đầu hắn say nghiền xương cốt của mình lập tức hắn cảm thấy cái chết đang tới gần mình làm người không thể không có xương xương cốt chống đỡ hình thái cơ bản nhất của thân thể toàn bộ xương cốt hóa thành phấn người còn là người nữa sao lăng hàn dùng bí lực mô phỏng xương cốt chống đỡ thân thể của mình tiếp tục tiến hành tiến trình làm vỡ xương hắn tin rằng phần lớn người trong lịch sử đều đến một bước này rồi bị dọa đây là vì truy cầu trí cường không phải là tự tìm cái chết mà có ít người tiếp tục nữa thì lại mất mạng cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khác trong lòng lăng hàn khẽ động giai đoạn đầu hắn dẫn động vị diện lực ở trong cơ thể ý chí của hắn lưu chuyển lập tức ảnh hưởng tới toàn bộ sinh linh ở bên trên vị diện kia ở bên trong thế giới này, Lăng Hàn chính là chúa tể. Ước ước vạn sinh linh cùng nhau hưởng ứng, tản mát ra ý chí yếu ớt, giống như đang cổ động cho hắn. Lại giống như đang ra chỉ lực lượng nào đó cho hắn, thậm chí có thể nói là chúc phúc. Cuối cùng cảnh tượng thần kỳ đã xuất hiện, trên xương gãy của hắn có ánh sáng nhẹ nhàng hiển hiện, mà cấp độ sinh mệnh cuối cùng cũng đã chậm rãi tăng lên. Chương 3923, thất cốt, thất cốt, giai đoạn đầu, phanh phanh phanh, trong lăng hàn cơ thể, gông cùm xiềng xích vỡ vụn. Vẻ mặt lang Hàn kinh hỉ, cuối cùng hắn cũng đã thành công. Khó trách không người nào có thể đạt tới thất cốt, bởi vì chuyện này cần nguyện nhớ ức vạn vị diện lực trong cơ thể. Thử hỏi trên thế gian, ngoại trừ lang Hàn ra, còn có người nào từ bên trong thần thạch xuất thế, trong người tự mang thế giới nữa không? Không có người nào, như vậy đã chứng minh con đường của Lăng Hàn đường không thể phỏng chế. Phanh, một tiếng nổ như sấm vang lên, sóng gió giữa thiên địa tụ lại, ngưng tụ thành lôi vân đáng sợ, giống như trời giận dữ, muốn đổ diệt một loại tồn tại tà ác nào đó. Lại giống như là ông trời cũng đang hưng phấn, đang vì một tồn tại không thể tưởng tượng nổi mà rung động. Sao lại thế, sao lại đột nhiên xuất hiện sấm sét cơ chứ? Trên chín tòa ngọn núi, người người đều sợ hãi, thiên địa lực không thể phỏng đoán, chỉ có thể kính sợ. Hiện tại, lôi vân này nồng đậm như thế, sấm sét đáng sợ như thế, đừng nói là tầm bí cảnh, cho dù là cường giả bên trên tiên đồ tới, Đối mặt với uy lực thượng thiên tức giận thì cũng chỉ có phần bị đánh chết. Ta từng nghe trưởng bối nói, chỉ có bước vào tiên đồ thì thiên địa mới có thể hạ lôi kiếp xuống để tiến hành khảo nghiệm. Có người run giọng nói, ta cũng đã từng nghe nói qua, thế nhưng lôi kiếp cũng không phải là như thế, mà là nhắm thẳng vào thức hải, khảo vấn đạo tâm. Một người khác nói, qua bĩ cực sẽ là thái lai, bại thì hồn phi phách tán, ngay cả luân hồi cũng không thể nhập. Đây thật là lôi kiếp hay sao? Nơi này có không ít người đến từ lao tù đã nghe nói qua vật như lôi kiếp này, nhưng cảnh tượng mà các trưởng bối nói lại không giống như thế A. À? Nếu như đây là lôi kiếp, như vậy sẽ khủng bố bao nhiêu cơ chứ? Trực tiếp, toàn diện phá hủy một sinh linh từ nhục thân và tinh thần A. À? ô thiên địa lại bị kinh động, đại hoa đang ăn như hổ đói dừng lại, nhị hoa thì nuốt thịt vào trong miệng, nói. Dị tưởng thiên địa kinh người như vậy, rốt cuộc lại xuất hiện yêu nghiệt gì chứ? Hẳn là phụ thân chúng ta, tam hoa rất khẳng định nói. Đứa trẻ kiêu ngạo này là người có lòng tin nhất đối với Lăng Hàn Lão Nhị, người dùng bản tố nguyên nhìn xem Tứ oa nói Nhị Hoa gật gật đầu, mở nhãn thuật ra, đuổi theo dị tượng nhân quả Đúng là nhằm vào tòa cung điện trên bầu trời kia Chỉ là ở nơi đó có một hai bảy sáu năm ba hai người, chưa hẳn đã nhất định là phụ thân Nhị Hoa nắm chặt lấy ngón tay của mình đếm một loạt Sau đó lại nhìn sáu người còn lại rồi nói Nhất định là phụ thân Tứ Hoa gật đầu 100% là phụ thân. Ngũ Hoa cũng gật đầu. Có thể yêu nghiệt như thế, không phải là phụ thân thì ai chứ? Lục Hoa kết luận cuối cùng. Kho kho, không biết từ lúc nào Thất Hoa đã ngủ thiếp đi, đang phát ra tiếng ngáy, cái miệng nhỏ còn khẽ nhếch, nước dãi chảy dòng, cũng không biết đang nghĩ tới đồ ăn ngon gì. Mà ở trong cung điện trên không trung, người ở bên trong lại không có một chút phản ứng nào, bởi vì tòa cung điện này có hiệu quả cách âm rất tốt, không người nào có thể nghe được bên ngoài đang xảy ra động tĩnh gì. Mà bây giờ tranh đoạt đang kịch liệt không gì sánh được, bọn hắn nào có tâm tư đi để ý tới những chuyện khác cơ chứ? Lăng Hàn nuốt một viên sinh mệnh bảo quả, một mặt xé rách gông cùng xiềng xích. Phanh, phanh phanh, gông cùng xiềng xích không ngừng được xé rách, hơn một giờ sau, hắn đã xé được 19 đạo. Nhưng mà, năng lượng của viên sinh mệnh bảo quả thứ nhất cũng đã được dùng hết. Dựa vào, đây chính là bảo quả cấp bậc tầm bí cảnh A, sao lại ít như thế chứ? Trong lòng Lăng Hàn thầm nhổ nước bọt, thế nhưng cũng không chút do so dự lại nắm lấy một viên sinh mệnh bảo quả rồi ăn vào. Bảo quả này là thứ dùng để đột phá, cần gì phải tiếc nuối như vậy chứ? Ngược lại, ăn càng nhiều bảo quả, đã nói lên biên độ tăng lên lần này càng lớn. Đây là chuyện tốt, chuyện tốt lớn, người khác có cầu cũng không cầu được. Không hổ là thất cốt, thế gian không người nào có thể đạt tới được. Tăng trưởng mà đột phá này mang tới cũng vô cùng kinh khủng. Hiện tại Lăng Hàn chỉ cần làm một việc, đó chính là ra sức xé rách không cùng xiềng xích hắn đã không cần quan tâm tới xương cốt nữa. Sau khi đột phá giai đoạn đầu của thất cốt, xương cốt đang tự mình xảy ra biến chất. Xương cốt vốn đã bị hắn mài thành những hạt tròn, hiện tại những hạt xương này đang tiến thêm một bước áp xúc, có cặn bã xương bị đẩy ra, mà bộ phận tinh hoa còn lại thì đang được gây dựng lại. Sau hơn một giờ, Lăng Hàn ăn vào viên sinh mệnh bảo quả thứ ba. Hắn đã có chút hoảng sợ, thất cốt tăng trưởng cũng quá kinh khủng a. À. Cấp độ sinh mệnh tăng lên hoàn toàn không dừng lại được, Lăng Hàn phục dụng từng khỏa, từng quả bảo quả một. Cũng may, sau khi ăn vào viên bảo quả thứ 8, cuối cùng tốc độ tiến hóa cũng đã chậm lại. Dừng một chút, đã qua nửa giờ, cuối cùng tiến trình thất biến cũng đã kết thúc. Lăng Hàn tính toán một chút, chỉ ít hắn cũng đã phá vỡ được hơn 100 đạo gông cùng xiềng xích. Đây là khái niệm gì chứ? Rất nhiều người từ hoán huyết đến tầm bí, không cùng xiềng xích bị đánh vỡ cộng lại cũng chưa hẳn đã nhiều như hắn a. Như vậy chẳng lẽ chiến lực của Lăng Hàn có thể so sánh cùng tầm bí cảnh rồi sao? Cũng không thể tính toán như thế được, cảnh giới là cảnh giới, đây là sự thật, mà Lăng Hàn phá vỡ càng nhiều gông cùng xiềng xích thì sẽ khiến cho chiến lực của hắn ở bên trong cảnh giới càng khủng bố hơn, cũng có thể vò tới độ cao cao hơn trong tương lai. Kỳ thật cái sau mới quan trọng hơn, cấp độ sinh mệnh nhảy lên, chỗ tốt mang tới chính là hạn mức cao nhất bí lực của hắn lại có thể tăng lên, mặt khác đó là tinh thần lực tăng lên, đây là tăng vọt nha. Đáng tiếc, như vậy vẫn không đủ để thả đám người nữ hoàng gia nếu như thực lực yếu thì đối phương sẽ không đỡ nổi áp lực của thế giới này sẽ trực tiếp tan thành bụi phấn mà thực lực bản thân quá mạnh thì lăng hàn cũng không vận chuyển được chiếu theo xu thế này nếu như hắn còn có thể đánh vỡ cực hạn ở trong mỗi cảnh giới như vậy khai khiếu cảnh có lẽ là tầm bí cảnh cũng đã đủ để hắn mang sinh linh cấp bậc thiên tôn từ trong đi ra ngoài thế giới này hắn đã tự mình trải qua tin rằng thiên tôn có thể gánh vác được áp lực thiên địa trong thế giới này ngày hắn chân chính gặp lại thân bằng hảo hữu sẽ không còn xa nữa. Chương 3924, đuổi kịp một. Lăng Hàn nắm giữ công pháp Hầu Ca và bí pháp ở vách đá, lại phối hợp với hoàn cảnh thiên địa cơ hồ đã khôi phục như hiện tại, tu vi hắn tăng lên có thể nói là nhanh đến mức không hợp thói thường. Chỉ cần có đủ sinh mệnh bảo quả, hắn có nắm chắc trong vòng một năm sông lên tới tầm bí cảnh. Chỉ là trong tay hắn chỉ còn lại có một viên sinh mệnh bảo quả, mà dù là đột phá minh văn cảnh không có biến thái như thất cốt, thế nhưng ít nhất cũng cần 8 khỏa sinh mệnh bảo quả cấp bậc tầm bí cảnh nhưng chỉ có một viên đủ sao chứ dù sao hắn cũng phải chuẩn bị thêm mấy khỏa a à? ai lăng hàn thở dài hóa ra tu vi tiến cảnh nhanh cũng còn có phiền não như vậy nếu như chuyện này để cho người khác biết nhất định sẽ mắng hắn ra vẻ phiền não như vậy ai cũng muốn có được a à? hai mắt lăng hàn nhìn về phía người đá quyết định không lãng phí thời gian nữa hắn đã rất lại phía sau mất mấy ngày rồi hắn dung nhập vào trong người đá sau khi hơi thích ứng một chút, lập tức đi đẩy cửa cung điện ra. Không tốn một chút sức nào thì cửa đã mở ra, lực lượng bây giờ của hắn, cố lẽ phải có 20 vạn cân, lúc còn là cục cốt, lực lượng của hắn đã là 15 vạn cân, đây chỉ là tăng lên một tiểu cảnh giới, lại có thể tăng trưởng lớn như vây sao. Thất cốt quả nhiên là biến thái, Lăng Hàn tin rằng chiến lược hiện tại của mình đủ để địch nổi khai khiếu trung kỳ thậm chí là hậu kỳ. Mà sau khi đột phá minh văn cảnh, như vậy hiển nhiên muốn quét ngang tất cả khai khiếu là chuyện không đáng kể. Hắn thôi động người đá, đi vào trong cung điện, ánh sáng lóa mắt, cũng may, thân hắn ở bên trong tượng đá, hai mắt cũng không thể nhìn thấy phía trước, cho nên cũng không quan trọng. Thần thức có thể cảm ứng được vật thể, nhưng cũng không thể nhìn được màu sắc. Cho nên có ánh sáng tồn tại hay không hoàn toàn không có gì khác nhau cả. Hắn nhanh chân tiến lên, rơi rất ở phía sau vài ngày như vậy, cũng không biết tám người phía trước đã tới nơi nào rồi. Phanh, 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 người đá chạy vội, nó không biết khinh công, cũng không hiểu thân pháp. Chính là dựa vào lực lượng khổng lồ để vận động, nhảy lên một cái đã bắn ra thật xa, một bước, khoảng cách mấy trượng đã bị nó ném ra tận sau lưng. Cung điện rất lớn, rất chống trải, nếu không phải người đá cao tới 5 trượng thì ngay cả đứng cũng không được. Trên đường đi, Lăng Hàn trải qua rất nhiều cửa, nhìn qua vốn đóng rất chặt, thế nhưng cũng đã bị bạo lực đập ra, có thể nhìn thấy rõ ràng có vết tích phá hỏng. Như việc lại tiện nghi cho Lăng Hàn, Hắn không cần một chút lực nào là đã có thể thông qua. Chạy, chạy, chừng 4 giờ sau, cuối cùng hắn cũng đã nhìn thấy 8 người đá ở phía trước. Bọn hắn đang kịch chiến, ba đấu năm, hẳn là 5 người yêu tộc đang vây đánh 3 người nhân tộc. 9 bộ người đá cũng có lực lượng khác nhau, Lăng Hàn dựa vào ký ức trước đó để đối chiếu với 8 người. Đây là Hồng Thiên bộ, đây là Bích Tiêu công chúa, đây là Hồ Nhị, hắn nhanh chóng nhận ra 8 người. Nghe thấy động tính to lớn khi Lăng Hàn tới, 8 người đồng thời ngừng chiến sau đó nhìn lại về phía hắn. Lăng Hàn, rốt cuộc ngươi đã đến, Ngô Lập Đông truyền đến thần thức ba động, hiện tại thanh âm không có khả năng truyền ra khỏi tượng đá, cho nên chỉ có thể dùng thần thức để tiến hành câu thông. Lăng Hàn cười một tiếng, cũng dùng thần thức nói, ta tới muộn sao, tới muộn dù sao cũng tốt hơn so với không đến. Mai Hoa cũng nói, bọn ta sắp không chịu nổi, chỉ có Hồng Thiên Bộ không nói gì, hắn quá kiêu ngạo, cho rằng bằng vào lực một người mình là có thể quét ngang năm người yêu tộc, những người khác lên cũng chỉ là gánh nặng của hắn, sẽ chỉ đưa đến hiệu quả ngược lại. Bỏ ra nhiều ngày như vậy mới đạt tới độ phù hợp 90%, các ngươi trông cậy vào việc hắn có thể lật ngược cục diện thay các ngươi sao. Hùng bạo cười ha hả, hắn vọt qua, một quyền đập tới chỗ lăng hàn. Nhìn ta một quyền đã có thể giải quyết được hắn rồi. Người đá chạy vội tới, thẳng tay đánh ra, ầm ầm, không hề có một chút biến hóa nào. Thế nhưng thanh thế rất kinh người, lăng hàn ngưng quyền, khuỷu tay hơi kéo về phía sau một chút, sau đó đợi hùng bạo xông tới, hắn lại đấm ra một quyền. Phanh, hai quyền đá nện vào cùng một chỗ, lập tức nhìn thấy hùng bạo liên tục thối lui, một hơi lùi lại vài chục trượng, khi va chạm vào một cột trụ, lúc này xu thế lui mới bị ngăn cản. Một quyền này đã làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Dựa vào, quá mạnh a, à? không quản trước đó tu vi mọi người tranh lệch lớn đến mức nào. Mặc kệ chiến lược cùng dai của bọn hắn khác biệt có bao nhiêu, sau khi dung nhập vào người đá, cũng bị rút lại cực lớn. Dù là người mạnh như Hồ Nhị, Hồng Thiên Bộ, lực lượng của bọn hắn cũng chỉ có chừng 14 vạn cân, Bích Tiêu Công Chúa thì 13 vạn cân, mà bọn người hùng bạo, Mai Hoa thì là chừng 12 vạn cân. Quả thực có khác nhau, nhưng chỉ vẻn vẹn một chút lực lượng chênh lệch ấy rất khó giải quyết dứt khoát được. Bởi vì nhân số yêu tộc chiếm ưu thế, cho nên mới chiếm hết thượng phong. Ở bên trong người đá không thể thi triển thân pháp, không có cách nào vận dụng võ kỹ, giống như người bình thường đánh nhau vậy, dù có liều mạng thì cũng chỉ là lực lượng và ứng biến mà thôi ở trong cung điện có từng cánh cửa bị bịt kín muốn mở sẽ tốn thời gian vô cùng lâu cho nên dù là đám người hùng bạo đến muộn thế nhưng vẫn đuổi kịp mấy người hồng thiên bộ hồ nhị ở trước mặt mà nhân số càng nhiều chiến đấu sẽ càng thêm rằng co nếu có thể giải quyết chiến đấu dễ như trở bàn tay như vậy cũng không tới mức không ai tới được cung điện cuối cùng như bây giờ nhưng còn bây giờ thì sao một quyền của Lăng Hàn lại đánh cho Hùng Bạo liên tục lui lại vài chục trường, có khả năng uy lực còn không chỉ như vậy. Lực lượng này cũng quá kinh khủng đi, trong lúc nhất thời, trên mặt tám người khác đều hiện lên vẻ kiêng kỵ mãnh liệt. Nếu như thực lực mọi người tương đương, như vậy cũng không có việc gì, kiềm chế lẫn nhau, nhưng bây giờ Lăng Hàn một mình độc nhất đã khơi dậy lòng căm ghét của tất cả mọi người. Cạnh tranh công bằng, ai là đối thủ của Lăng Hàn cơ chứ? Tiểu tử này chờ đợi lâu như vậy ở bên ngoài, hóa ra cũng không phải là độ phù hợp tăng lên chậm, mà là đang tăng chiến lược lên A. Vấn đề là, hắn ta làm thế nào mà đạt được chứ? chương 3925, đuổi kịp 2. Năng lực vượt cấp chiến đấu mới có thể tăng lực lượng của người đá lên, thế nhưng năng lực này lại chỉ cần luyện 2-3 ngày là được rồi sao? Lăng Hàn vừa nhìn đã biết 8 người này có ý nghĩ gì. Bọn họ muốn giải quyết mình trước, nếu không, ai trong bọn hắn cũng không có khả năng đăng đỉnh. Chỉ có thực lực tương đương thì mới có khả năng cạnh tranh, nếu không chính là hành hạ nghiêng về một bên. Lăng Hàn mỉm cười, không thèm để ý một chút nào, hắn mạnh nhất trong đám người cùng dai thì sợ gì quần ẩu cơ chứ. Đến đây, hắn chủ động giết ra ngoài, tiểu tử nhân tộc, người thật ngông cuồng, ưng phá không tiến lên đón, dẫn đầu phát ra công kích. Hổ Thái Phong phối hợp chặt chẽ cùng hắn, từ một bên khác đánh tới. Lăng Hàn không sợ, chờ hai người vào tới chỗ gần thì hai tay liên tục vung vẩy. Phanh, Phanh, hai cỗ người đá cũng lập tức bị hắn đánh lui, nhưng Lăng Hàn cũng trúng hai quyền, mặc dù không có một chút tổn thương nào đối với hắn, thế nhưng hắn lại nhận được một lời nhắc nhở. Năng lượng phòng hộ suy yếu 30%, khi rất về không, hóa thân sẽ bị thương tổn, trình độ hủy hoại đạt tới trăm thì sẽ không có cách nào tiếp tục chiến đấu được nữa. Năng lượng phòng hộ trong lúc không ở trạng thái chiến đấu sẽ tự động khôi phục, mỗi 10 giây sẽ khôi phục một chút. Lăng Hàn kinh ngạc, hóa ra còn có thiết lập thế này sao? Khó trách sau khi hùng Bảo chịu một quyền đã không tiếp tục xuất thủ, nhất định là năng lượng phòng hộ bị đánh hết, hoặc là đã tới gần đáy cốc, cho nên hắn cần thoát khỏi chiến đấu, chờ năng lượng phòng hộ khôi phục. Lăng tiểu ca, xin lỗi, Mai Hoa cũng giết tới, Lăng Hàn Cường Đại đã vượt quá khỏi uy hiếp đến từ yêu tộc, chỉ ít ba người bọn hắn đấu với năm người, cho dù rơi vào hạ phong, thế nhưng cũng không phải là không có lực chiến một trận. Nhưng nếu không đánh bay Lăng Hàn ra ngoài đầu tiên, như vậy bất kể là năm người yêu tộc, hay vẫn là tổ ba người nhân tộc đều khó có khả năng là đối thủ của lăng hàn lăng hàn cười ha hả hoàn toàn không sợ hắn vung quyền ninh tiếp phanh, phanh 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 kịch chiến cùng mai hoa mà những người khác cũng không nhàn rỗi nhao nhao vọt lên gia nhập vào hàng ngũ vây công chỉ là trước đó Hổ thái phong hùng bạo và ưng phá không không có tiến lên bọn hắn đang nắm chặt thời gian khôi phục năng lượng phòng hộ chuyện này đối với lăng hàn rất bất lợi hắn đã bị đánh mất một phần năng lượng phòng hộ dưới tình huống đang bị vây công không có khả năng khôi phục, đánh lâu, nhất định năng lượng phòng hộ sẽ bị đánh nát hết. Như vậy công kích kế tiếp sẽ tạo thành tổn thương đối với người đá, mãi tới khi đánh đuổi hắn ra khỏi hàng ngũ cạnh tranh. Các người đã nghĩ quá đơn giản rồi. Hai chân lăng hàn hơi cong, bỗng nhiên bộc phát lực lượng. Phanh, người đá lập tức phóng lên tận trời, cao trọn vẹn chín trược, nắm lấy dây xích ở bên trên, hắn giống như là khỉ vậy. Phanh, khi thân thể hắn rơi xuống thì đã xuất hiện ở bên người ba người hùng bạo. Dựa vào, còn có thể như vậy sao? Năm người hồng thiên bộ đều chấn kinh, đương nhiên bọn hắn cũng đã thử qua năng lực nhảy vọt của người đá. Thế nhưng chỉ có thể vọt lên cao ba trượng, chủ yếu là bản thân người đá quá mức cồng kềnh, cho dù có lực lượng mười mấy vạn cân cũng khó có khả năng nhảy lên quá cao. Không đủ để chạm tới đỉnh điện, đương nhiên cũng không có khả năng giống như lăng hàn, giống như là khỉ từ bên trên rời khỏi vòng chiến sau khi dùng hợp với người đá phản ứng của mỗi người đều chậm đi chậm chạm quay người lại phóng đi về phía lăng hàn lăng hàn cười một tiếng ngưng quyền liên tiếp đánh về phía hùng bạo thời gian không giờ hùng bạo bất đắc dĩ chỉ có thể giao chiến với lăng hàn không hắn sẽ bị đánh trúng chỗ yếu hại năng lượng phòng hộ sẽ tụt xuống nhanh hơn nhưng trong lúc đối kháng như vậy người lực lượng mạnh sẽ thắng mỗi khi hắn tiếp một quyền cả người tức thì lui lại đằng sau năng lượng phòng hộ liên tục hạ xuống chỉ vẹn vẹn ba quyền, năng lượng phòng hộ của hắn đã tiêu hao sạch sẽ. Phanh, 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 Lang Hàn liên tục đánh ra, một quyền đánh ra đã khiến cho người đá của Hùng Bạo vội vàng thối lui. Từ ngoài nhìn vào, người đá không tổn thương một chút nào, thế nhưng chỉ có chính Hùng Bạo mới biết được, tình huống hiện tại của hắn hỏng bét đến cỡ nào. Hóa thân bị hủy hoại 30%, hóa thân đã bị hủy hoại 42%, hóa thân đã hủy hoại 56%, hóa thân hắn không ngừng nhận được lời nhắc nhở này khiến cho hắn khẩn trương và kinh hãi nếu như độ hủy hoại đạt tới trăm phần trăm như vậy cũng có ý nghĩa người đá đã mất đi tác dụng hắn sẽ không thể vận dụng người đá mà ở nơi tử quang tràn ngập sao hắn dám rời khỏi người đá cơ chứ chết hẳn là sẽ không chết nhưng có lẽ phải đợi tới khi sổ long hắn mới có thể rời khỏi nơi này sổ long thí luyện nghe nói người thắng có thể đạt được cơ duyên lớn lao hắn không muốn bỏ qua A. À. a à, hắn giống to bắt đầu phản kích, nhưng mà, trước mặt lực lượng tuyệt đối, phản kháng của hắn giống như một bọt nước trong biển rộng, không có ý nghĩa. Dưới chiến đấu như thế này, huyết khí sôi trào vô dụng, tuyệt chiêu vô dụng, pháp khí không có. Hóa thân đã bị hủy hoại 74%, hóa thân đã bị hủy hoại 89%, hóa thân hủy hoại 100%, người đã mất đi lực hành động. Hùng bạo phát hiện ra, hắn cũng không còn cách nào chỉ huy người đá được nữa. Xong đời, Lăng Hàn thì nhận được nhắc nhở, địch nhân của ngươi đã mất đi chiến lực, không cần phải công kích nữa. Tốt, đã giải quyết được một người. Hắn xoay người lại, lúc này rốt cuộc sáu người hồng thiên bộ mới giết tới. Hắn cười ha hả một tiếng, lần nữa nhảy lên một cái, phá vây từ trên không trung, phóng về phía ưng phá không và hổ thái phong. Oanh, hai người đồng thời ra quyền, đánh về phía lăng hàn. Ta đã sớm chờ ngươi a. À. hai người này đều nói. Lăng hàn nghiêng người tránh đi, tránh thoát nắm đấm của hổ thái phong, sau đó lại đánh trả một quyền đấu cùng ưng phá không phanh ưng phá không không địch lại liên tục lui về phía sau lăng hàn lại bay lên đá một cước đá hổ thái phong bay ra ngoài sau đó nhanh chóng truy đuổi ưng phá không một bên khác năm người hồng thiên bộ nhanh chóng truy đuổi nếu như cứ để cho lăng hàn đánh tan từng người như thế tất cả bọn hắn sẽ xong a à. nhưng mà lăng hàn chiếm ưu thế toàn diện bất kể là lực lượng hay là tốc độ đều vậy chương 3926, lấy một địch 8. Phanh, 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 Lăng Hàn điên cuồng đánh ưng phá không, dưới từng quyền liên tiếp đánh cho ưng phá không ngay cả năng lực chống cự cũng không có, liên tục, hắn chỉ có thể không ngừng rút lui mà thôi. Mà ở bên trong thức hải của ưng phá không, lời nhắc nhở mà hắn nhận được cũng không ngừng vang lên. Suốt cục, Lăng Hàn cũng đã nhận được một cái nhắc nhở, ưng phá không đã mất đi năng lực hành động. Tốt, chỉ còn lại có 6 người hắn đưa ánh mắt nhìn về phía hổ Thái Phong, chỉ là lần này hổ Thái Phong đã có kinh nghiệm, lại đang đứng chung với bọn người hồng thiên bộ. Ha ha, các người chân thành hợp tác rồi sao? Lang Hàn cười nói, hồng thiên bộ lập tức giận dữ, luận chiến lực chân thực, một ngón tay của hắn đã có thể nghiền chết Lang Hàn. Thế nhưng dưới tình huống trước mắt này, hắn liên thủ với người khác mà vẫn không làm gì được Lang Hàn. Đây là kết quả khiến cho hắn không thể nào tiếp nhận được. Hắn một mình giết ra ngoài, mặc dù lực lượng giữa hai người có chỗ tranh lệch, thế nhưng hắn tin tưởng vào kỹ xảo chiến đấu của mình, nhất định có thể áp chế được Lăng Hàn. Cũng không có bất kỳ một chút tác dụng nào. Trước đó Lăng Hàn không ngừng luyện tập động tác cơ sở, nắm giữ chân yếu lĩnh của từng quyền từng trưởng đều rất hoàn mỹ, luận kỹ xảo chiến đấu, Lăng Hàn hoàn toàn không thua. Như vậy, tranh lệch về lực lượng đã hoàn toàn thể hiện ra ngoài, dưới sự điên cuồng của Lăng Hàn, rất nhanh người đá của Hồng Thiên Bộ bị đánh hao hết năng lượng phòng hộ, độ hủy hoại tăng nhiều. Cũng còn may, những người khác vọt lên trợ giúp hắn hóa giải khốn cảnh thế nhưng tuy rằng năng lượng phòng hộ sau khi thoát ly chiến đấu sẽ khôi phục nhưng độ hủy hoại lại không có cách nào phục hồi lại được như cũ dù lang hàn bị bọn hắn liên thủ xử lý thế nhưng ở trong chiến đấu sau đó hồng thiên bộ cũng sẽ rơi vào tình cảnh rất là bất lợi lang hàn đã nắm chắc thắng lợi trong tay lợi dụng thân pháp linh hoạt của mình không ngừng công kích người ở vòng ngoài trong 6 người tiêu hao năng lượng phòng hộ của bọn hắn dù sao tất cả mọi người đều đang trong trạng thái chiến đấu ai cũng đừng mơ khôi phục gần nửa ngày trôi qua năng lượng phòng hộ của sáu người đã bị tiêu hao gần như sạch sẽ nếu cứ tiếp tục như vậy thắng lợi tất nhiên sẽ thuộc về lăng hàn hồ nhị quyết định rất nhanh hắn nói công chúa người đi trước nơi này để ta cản lại hồ thái phong cắn răng nói không sai công chúa người đi trước đi nếu cứ tiếp tục như vậy thắng lợi sẽ thuộc về lăng hàn mặc dù nói lăng hàn và công chúa bọn hắn có mối quan hệ không nói rõ được cũng không tả rõ được thế nhưng cuối cùng cũng chưa phải con rể của yêu tộc đương nhiên lúc này không thể để cho hắn chiến thắng được bích tiêu công chúa có chút do dự sau đó quay người lại đi ra phá cửa vốn hồng thiên bộ muốn ngăn cản thế nhưng nghĩ lại rồi lại thôi chỉ cần cửa mở hắn sẽ là người lao ra trước tiên để hồ nhị đi ngăn cản lăng hàn dùng thực lực của hồ nhị cản lăng hàn một vài phút không khó mà hắn không có người ngăn cản thời gian đủ vài phút đã đủ để cho hắn chạy đi rất xa. Nếu như sau phiến cửa đá này chính là điểm cuối cùng, vậy nhất định hắn có thể thu được vị trí thứ nhất. Lăng Hàn cười ha ha, các ngươi đã nghĩ về ta quá đơn giản rồi. Hắn giết ra ngoài, từ phía chính diện cường thế giết tới. Hồ Nhị tiến lên nghênh đón, rõ ràng hiện tại hắn là người đá cồng cành không gì sánh được, thế nhưng lại khiến cho Lăng Hàn có một loại cảm giác nhẹ nhàng. Gia hỏa này thật sự là bất phàm, nhưng bất phàm tới mấy cũng chỉ có bại trong tay hắn mà thôi. Lăng Hàn không chút lưu tình vung quyền đánh ra, một bên khác, Hồng Thiên Bộ, Hổ Thái Phong, Mai Hoa, Ngô Lập Đông cũng cùng nhau công tới. Bọn hắn cũng có ý tưởng giống nhau, đó chính là đợi sau khi cửa bị phá vỡ, bọn hắn sẽ thừa cơ giết ra ngoài, Lăng Hàn thì cứ để những người khác cản trở là được. Thế nhưng, năng lượng phòng hộ của bọn hắn đều đã bị Lăng Hàn đánh phá, cho nên mỗi một quyền đánh xuống đều là tổn thương thực sự. Phanh Hổ Thái Phong là người rời khỏi vòng chiến sớm nhất, độ hủy hoại của người đá đã đạt đến trăm phần trăm. Cho nên hắn là người thứ nhất, bởi vì hắn đã quyết tâm muốn liều cá chết lưới rách với Lăng Hàn, tặng vị trí thứ nhất cho Bích Tiêu Công Chúa. Lăng Hàn cũng vì thế mà phải đánh đổi, năng lượng phòng hộ đã hạ xuống 50%. Hắn tái chiến, một lát sau, Mai Hoa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi vòng chiến, mà năng lượng phòng hộ của Lăng Hàn đã hạ xuống 70%. Khi Ngô Lập Đông cũng rời khỏi vòng chiến, năng lượng phòng hộ của Lăng Hàn đã hao hết. Hắn đã phải chịu lực lượng phá hoại mang tính thực chất. Mặc dù bây giờ chỉ còn lại có Hồ Nhị và Hồng Thiên Bộ, nhưng chiến lực của hai người này đều cực kỳ cường đại, về mặt lực lượng Lăng Hàn cũng chỉ mạnh hơn bọn hắn một phần ba mà thôi. Không giống như đối với đám người Hổ Thái Phong, có được ưu thế lực lượng gần trăm phần trăm. Chiến chiến chiến, Hồ Nhị cùng Hồng Thiên Bộ đều cho thấy thiên phú chiến đấu kinh người của mình. Nhưng mà, vẫn là Lăng Hàn càng mạnh hơn nữa bởi vì hắn từ nguyên thế giới một đường giết đến kinh nghiệm chiến đấu là thứ mà đám người hồ nhị có thúc ngựa cũng không kịp phanh đúng lúc này cửa cung điện đã bị bích tiêu công chúa phá vỡ phía sau cửa thình lình xuất hiện một cái pho tượng hình rồng to lớn mặc dù không có nhắc nhở thế nhưng chỉ cần nhìn pho tượng hình rồng kia tất cả mọi người đều có thể đoán được đây chính là cung điện cuối cùng đó là pho tượng một đầu sổ long đi vào dưới chân sổ long hoặc là chạm vào sổ long có lẽ sẽ là người thắng cuối cùng của thí luyện sổ long lần này bây giờ người còn có năng lực hành động còn có bốn người lăng hàn hồng thiên bộ hồ nhị bích tiêu công chúa ai có thể trổ hết tài năng cút ngay hồng thiên bộ lập tức quay người đánh về phía bích tiêu công chúa một quyền đánh ra muốn đánh bay bích tiêu công chúa hồ nhị bỏ lăng hàn chặn đường của hồng thiên bộ hắn đến cản lăng hàn cũng không phải là trải đường cho hồng thiên bộ lăng hàn nhào lên lần này biến thành ba phương hỗn chiến ngoại trừ hồ nhị ra hai người khác đều muốn giết vào bên trong Hồ Nhị chỉ công không thủ, muốn ngăn chặn Lăng Hàn và Hồng Thiên Bộ, đương nhiên sẽ bị hai người hợp kích, rất nhanh độ hủy hoại của người đá đã đạt đến trăm phần trăm, làm hắn chỉ có thể dương mắt nhìn. chương 3927, Chiến thần Tam Thức Lang Hàn và Hồng Thiên Bộ một mặt đánh, một mặt đuổi theo bích tiêu công chúa, nữ tử này đang dẫn đầu chạy vào trong. Lăng Hàn dùng một quyền đánh bay Hồng Thiên Bộ, lực lượng của hắn chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, sau đó hai chân bộc phát toàn lực, phanh phanh phanh, hắn chạy vội như bay, đuổi theo bích tiêu công chúa. Bích tiêu công chúa chỉ còn cách pho tượng kia còn khoảng hai trượng. Đúng lúc nàng cho rằng mình sẽ chiến thắng thì lại cảm ứng được lăng hàn đang đuổi theo, sắp tới gần. Nàng vội vàng ra sức chạy nhanh, ngay cả mọi người liên thủ cũng không phải là đối thủ của lăng hàn, hiển nhiên chuyện nàng quay đầu lại ứng chiến không phải là một ý kiến hay. Chỉ là nàng còn chưa có chạy được 3 bước thì đã bị lăng hàn đuổi kịp, pha chạm, phanh, nàng lập tức nghiêng ngả, bị đánh ra ngoài nàng vội vàng quay lại vung quyền đánh tới chỗ lăng hàn lăng hàn xoay người đấm lại ngành đón một kích này của bích tiêu công chúa thế nhưng bởi vì như thế cho nên tự nhiên thế sông của hắn ngừng lại mà hồng thiên bộ cũng đang nhanh chóng đuổi theo tới gần hắn ta không chút do dự lại đánh cho lăng hàn một quyền muốn thừa cơ vượt qua hai người phanh lăng hàn quét chân một cái quét cho hồng thiên bộ ngã xuống mặt đất người đá nặng nề không gì sánh được nặng nề vừa ngã lập tức phát ra tiếng vang nặng nề lúc này bích tiêu công chúa cũng thừa cơ sông về phía trước chỉ cần là người thứ nhất chạy đến phía trước tượng đá như vậy nàng chính là người thắng đáng tiếc nàng mới chạy ra mấy bước thì lại bị lăng hàn đuổi kịp hay vẫn là va chạm bị đánh qua một bên hồng thiên bộ bò lên lại đuổi theo nhưng khoảng cách đã xa căn bản không đuổi kịp được lăng hàn là người thứ nhất đi tới dưới bức tượng hình rồng hắn đưa tay thả lên lập tức toàn bộ tượng đá đều phát sáng oanh một vệt sáng tuôn ra cung điện vốn tràn ngập ánh sáng thoáng cái trở nên ảm đạm. Lăng Hàn tự động theo người đá nổi lên, sau đó lại bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung. Không, Hồng Thiên Bộ cũng từ bên trong người đá nhảy ra ngoài, hiện tại ánh sáng màu tím đã biến mất, đương nhiên hắn không sợ mình bị chiếu chết. Hắn nhanh chân phóng đi về phía Lăng Hàn, trong lúc thét dài một tiếng, hắn nhảy lên thật cao, đánh ra một trường. Ông, quang mang khẽ động, Hồng Thiên Bộ đã bị đánh bay ra ngoài, căn bản không tới gần được thân thể Lăng Hàn. Những người khác cũng nhao nhao từ bên trong người đá đi ra, nhưng cũng không có phát động công kích. Bởi vì Lăng Hàn đã đạt được vị trí thứ nhất, được nơi thí luyện này tán thành, bọn hắn không làm cho hắn tổn thương được. Bọn hắn đều thất vọng, lại cảm khái, ai có thể nghĩ tới, người chiến thắng cuối cùng lại là người yếu nhất, một tên cực cốt cảnh cơ chứ. Ở bên trong thức hải của Lăng Hàn có ánh sáng sáng chói chấp động, hợp thành vô số ký tự, mà những thứ này lại hợp thành từng hình người, đang diễn dịch một loại kỹ pháp nào đó. Đây là chiến thần tam thức, Lăng Hàn nắm bắt được tin tức trong đó, chiến thần tam thức, dẫn động thiên địa lực, phát ra một kích hạo nhiên. Thức sau mãnh liệt hơn thức trước, nhưng cực hạn chính là ba thức, đến thức thứ ba, thân thể sẽ không tiếp nhận được nữa, sẽ không có cách nào vận chuyển thêm bất kỳ một thức nào nữa. Đây mới thực sự là đại chiêu, giống như thiên văn ngọc vậy. Tuy rằng nói như thế, thế nhưng Lăng Hàn vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối, đây chính là ban thưởng cuối cùng của thí luyện sổ long sao quá keo kiệt a à, hắn cảm giác còn không bằng công pháp phụ trợ mà hắn lấy được ở bên trong bức họa bằng đá được rồi cái này lại không thể thay đổi hơn nữa người ta cũng đã nói qua đây là chọn lựa sổ long chỉ cần có thể từ trong chín ngọn núi trổ hết tài năng thì ngày sau có thể ở tham gia thí luyện chân long có thể lấy chân long làm tên có lẽ sẽ ban thưởng nhiều hơn thí luyện này a à. lăng hàn bay lên trên cao phía sau lưng hắn là một đầu chân long cuồn cuộn, cuộn bất kể là người ở trên một ngọn núi nào cũng có thể thấy được rõ ràng cái gì là hắn đạt được quán quân của thí luyện sổ long sao lang hàn trong đế đô song kiêu hắn không phải là cực cốt cảnh sao có thể lực áp hồng thiên bộ không phải bên yêu tộc cũng có rất nhiều thiên tài tới sao hồ nhị kia được xưng là đệ nhất yêu tộc sao cũng không thể áp chế được một cực cốt cảnh nho nhỏ cơ chứ chẳng lẽ các ngươi không biết ở nơi này áp chế cảnh giới sao cũng đúng a à, như vậy chẳng phải nói Lăng Hàn đánh nhau cùng cấp là người có thực lực mạnh nhất sao? Tất nhiên chỉ có lời giải thích này mới có thể thông mà thôi. Tất cả mọi người cảm khái, tình huống chân chính như thế nào bọn hắn cũng không rõ ràng. Chỉ có thể từ tin tức mà bọn hắn biết để suy đoán, mặc dù không có đoán đúng hoàn toàn, thế nhưng đánh bậy đánh bạ, đúng là bởi vì Lăng Hàn có chiến lực mạnh nhất cùng dai, cho nên lúc này mới có thể trở thành người đứng đầu thí luyện sổ long. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, mọi người bên trong nơi thí luyện đều bị một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại bài xích cả đám lục tục đi ra khỏi di tích cổ như là cánh hoa đáp xuống ở các nơi lân cận lang hàn cũng như thế hắn bị ném tới bên cạnh một dòng suối nhỏ có một cỗ lực lượng nhu hòa bao phủ mãi tới khi hắn rơi xuống trên mặt đất thì cỗ lực lượng này mới biến mất khiến cho hắn không đến mức từ chỗ cao rơi xuống mà chết hắn nhìn cổ tay phía trên này lại có thêm một cái ấn ký thứ ba lại bị đánh dấu sao người nơi này lại thích đánh dấu như vậy chứ? Hắn lắc đầu, lập tức hành động, phải đi tìm mấy đứa trẻ, sau đó trở về đế đô. Cũng không có đi được bao xa thì hắn đã đụng phải một đoàn người ở phía đối diện. Hắn không biết năm người này, nhưng hiển nhiên đối phương biết hắn, đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Thất thúc, tiểu tử này chính là Lăng Hàn, một người trong đó chỉ vào Lăng Hàn, có vẻ hơi kích động. Ha ha, thật sự là đi mòn gót gầy không thấy, tới lúc tìm được lại không tốn chút công phu, chính ngươi lại tự đưa tới cửa. Trong năm người có một người nam tử trung niên, bốn người khác đều hết sức trẻ tuổi, nam tử trung niên kia cười ha hả, vẻ mặt cũng rất hưng phấn. Lăng Hàn sờ sờ cái cằm, nói, các ngươi là coi ta thành dê béo sao, chương 3928, chiến khai khiếu. Chỉ là cực cốt cảnh, lại thành quán quân thí luyện sổ long, không đi tìm nơi trốn mà còn rêu rao khắp nơi như thế. Ngươi nói xem, nếu như ta không giết ngươi, cướp đoạt cơ duyên của ngươi thì ông trời sẽ tha thứ cho ta sao? Nam tử trung niên vẫn cười to, ngươi có lòng tin như vậy sao? lang Hàn cười nói, ha ha, ngươi cho rằng mình thu được quán quân thí luyện sổ long thì đã thiên hạ vô địch rồi sao? Nam tử trung niên cười nhạo, nói, đánh nhau cùng cấp, quả thực có khả năng ngươi là đệ nhất đương thời, nhưng đáng tiếc là, hiện tại ta sẽ không đánh nhau cùng cấp với ngươi. Ta chính là, khai khiếu cảnh, nam tử này ngạo nghễ nói, lang Hàn mỉm cười, nói, khai khiếu cảnh thì rất ghê gớm sao. Tiểu tử, có phải ngươi đang choáng váng hay không? Có người trẻ tuổi nhịn không được nhảy ra kêu to, quát. Ngươi chỉ là cực cốt cảnh, cho dù yêu nghiệt tới đâu, sao có thể là đối thủ của khai khiếu cảnh cơ chứ? Tiểu tử này là quán quân của thí luyện sổ long thì đã cảm thấy bản thân mình quá tốt, coi là thiên hạ vô địch hay sao? Ha ha, có khả năng ha, hôm nay chúng ta sẽ cho hắn biết, hậu quả của việc tự đại. Bốn người trẻ tuổi đều nhao nhao quát lớn, rất là phách lối. Lăng Hàn nhìn về phía bọn hắn, nói, các ngươi chỉ biết như chó sủa thôi sao. Đến đây, một chiêu ta sẽ chân áp các ngươi, dùng thêm một chiêu thì cứ coi như ta thua. Lúc này có hai người trẻ tuổi có vẻ không cam lòng, nhịn không được muốn lao ra, lại bị hai người khác ngăn lại. Không nên chấp nhặt với hắn, đã là người chết, để ý tới lời hắn nói làm gì chứ. Vừa khuyên như thế, hai người trẻ tuổi xúc động kia đều bình tĩnh lại. Nam tử trung niên cũng không hề để ý tới những chuyện này, hắn nhìn chằm chằm vào lăng hàn lạnh lùng nói ngươi giao ra tất cả bảo vật và công pháp trên thân lại thề gia nhập mã ra ta ta có thể phá lệ tha cho ngươi một mạng lăng hàn không khỏi bật cười nói ngươi muốn cướp tất cả cơ duyên của ta mà còn muốn ta làm nô tài ta còn phải cảm ơn ngươi sao tiểu tử nếu như mạng cũng mất cơ duyên gì tôn nghiêm gì đờ còn có ý nghĩa sao nam tử trung niên từ tốn nói hắn tên là mã lập vinh lăng hàn gật gật đầu nói Ngươi đã nói như vậy, đến đây, cứ cướp, cũng giao thứ đáng giá trên thân ra, lại động thủ tự thiến mình đi thì ta có thể tha cho nhà ngươi một mạng." Mã Lập Vinh sầm mặt lại, hắn thật sự chưa từng gặp gia hỏa không biết tốt xấu như là Lăng Hàn. Hắn đã nói qua, hắn đã phá lệ tha cho Lăng Hàn một mạng, nhưng đối phương lại còn dám khua môi múa mép với hắn. Thật là chán sống rồi a, à. tự tìm cái chết, hắn sải bước đi ra, oanh, lực lượng trong cơ thể phun trào, xương cốt liên tục kêu vang. Minh Văn bên trên tạng khí tỏa sáng, huyệt khiếu quanh người cũng như sao vậy, cũng tỏa sáng ngời. Đây là một cường giả khai khiếu cảnh, vốn ở thiên hải tinh đã là tồn tại đỉnh tiêm, bây giờ lại có nhiều như vậy. Lăng Hàn ôm hai tay ở trước ngực, chẳng thèm mó tới. Mã Lập Vinh giận dữ, điểm ra một ngón tay, phốc, một đạo chỉ phong được đánh ra, vào tới chỗ Lăng Hàn. Lăng Hàn nghiêng người nhường lối, chỉ phong lập tức xẹt qua bên người của hắn. Một khi khai khiếu cảnh nghiêm túc, người có thể trốn đi đâu được chứ? Mã Lập Vinh cười lạnh nói, năm ngón tay trên tay phải mở ra, đánh ra về phía Lăng Hàn, lần này thì kinh khủng hơn trước rất nhiều, kinh lực hóa thành một đoàn năng lượng lớn chừng nắp giếng. Lăng Hàn ngưng quyền, vung ra nghênh đón, phanh, trong lúc đấu, chân hắn lảo đảo một cái, liên tiếp lui về phía sau, nhưng một kích này của Mã Lập Vinh cũng bị hắn hóa giải. Lăng Hàn không hài lòng lắm, đối phương cũng chỉ là khai khiếu cảnh trung kỳ, thế nhưng nếu chỉ luận về lực lượng nguyên thủy, hắn vẫn không bằng. Chiến lược có thể sánh được với khai khiếu cảnh trung kỳ so với việc lực lượng địch lại được khai khiếu cảnh trung kỳ, đây là hai khái niệm khác nhau. Nhưng mà, lông mao toàn thân Mã Lập Vinh lại dựng đứng, có một loại cảm giác hoảng sợ không có cách nào hình dung được. Tình huống này là thế nào đây chứ, một tên cực cốt cảnh lại có thể miễn cưỡng địch nổi mình sao? Đây chính là vượt qua hai đại cảnh giới a, làm sao có thể? Không chỉ riêng hắn, bốn người trẻ tuổi kia cũng như đột nhiên bị người ta đánh một gậy vậy, toàn bộ đều có cảm giác như đang nằm mơ nhất định là thất thúc không sử dụng toàn lực. Một lát sau, có một người thanh niên miễn cưỡng mở miệng, ý định giải thích. Đúng, nhất định thất thúc là đang nhường. Không có cách nào, đối thủ quá yếu, nếu như trực tiếp đánh chết, hỏi công pháp của đối phương như thế nào đây. Những người khác cũng nhao nhao nói, còn cười, cố giả bộ chấn định. Mã Lập Vinh cũng hít một hơi thật sâu, đè sự khiếp sợ trong lòng xuống, nói. Lăng Hàn, một kích vừa rồi ta chỉ vận dụng một thành lực lượng, cho nên, nếu như ngươi thức thời thì ngoan ngoãn giao ra công pháp và bảo vật, không nên lựa chọn sai thêm một lần nữa. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, thật sao, vậy thì ngại quá, một quyền vừa rồi ta chỉ vận dụng một phần trăm lực lượng. Sử dụng, có mình ngươi biết thổi ra châu hay sao? Mã Lập Vinh có một loại cảm giác như sắp phát điên, da mặt hắn đã đủ dày, thế nhưng sao Lăng Hàn lại càng không biết liêm sỉ như thế chứ? Được, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hắn lạnh lùng nói, siêu, thân thể khẽ động, Hắn giết ra ngoài. Tốc độ gấp 4 lần vận tốc âm thanh, Lang Hàn cười ha hả, trước khi hắn không có bước vào thất cốt thì đã đạt đến tốc độ gấp 4 lần vận tốc âm thanh. Hiện giờ, có lẽ không cần phong vân phiêu thì cũng có thể đạt tới loại tốc độ cao này. Thân thể hắn cũng phát động, cùng quần đấu với Mã Lập Vinh. Tốc độ của hai người đều nhanh đến kinh người, gấp 4 lần vận tốc âm thanh a, cũng may mà lực lượng thể phách của bọn hắn kinh người, nếu không dùng tốc độ cao như vậy để chiến đấu lúc dừng, thân thể của bọn họ sẽ là thứ tan vỡ trước tiên. Tiếng bạo liệt vang lên không dứt, mà theo đó sóng xung kích cũng làn sau tiếp nối làn trước, thực lực tranh lệch khiến cho người ta căn bản không có khả năng tới gần, trực tiếp bị sóng âm đánh bay đi. Mã Lập Vinh kinh hãi, sao tốc độ của tiểu tử này lại biến thái như thế chứ? Hắn vận chuyển một môn thân pháp, tốc độ lần nữa tăng lên, đạt đến vận tốc chừng gấp 4 rưỡi. mươi 3929, thất hoa bị đoạt mất thượng. Lăng Hàn cũng thi triển phong vân phiêu, thứ này không thể làm cho tốc độ của hắn đạt tới gấp 5 lần vận tốc âm thanh, nhưng đạt đến 4,7 so với mã lập vinh vân nhanh hơn một chút. Siêu siêu siêu, hắn cách không đánh ra lôi quang quyền, từng đạo ánh sáng đánh tới về phía mã lập vinh, tốc độ nhanh đến kinh người. Lần này mã lập vinh cũng không có cách nào trốn đi được, nhất định phải đưa tay để ngăn chặn và hóa giải. Phanh phanh phanh, trong lúc quang mang chấp động, mã lập vinh chỉ có thể chống đỡ mà thôi. Phốc, bốn người trẻ tuổi kia đều sặc nước, hai mắt trừng lớn, cảnh này khiến cho bọn hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận được. Đường đường là cường giả khai khiếu cảnh, thế mà bị một tiểu tử cực cốt cảnh trấn áp, đánh sao? Nói ra sẽ không có người nào tin tưởng, tại sao lại có thể có ra hỏa biến thái như vậy chứ? Mã Lập Vinh gầm thét, hắn có một thân thực lực, thế nhưng bởi vì không nắm giữ được thân thể của Lăng Hàn cho nên hoàn toàn không có cách nào thi triển ra được. Chỉ có thể bị động hóa giải thế công của Lăng Hàn như vậy bảo sao hắn không phẫn uất cơ chứ tiểu tử ngươi chỉ biết dùng loại chiêu thức hạ lưu này sao hắn quát to đây là chiêu thức hạ lưu lăng hàn không khỏi bật cười một khai khiếu cảnh như ngươi tới bắt nạt cực cốt cảnh như hắn mà cũng không cảm thấy ngại nói hắn hạ lưu hay sao tốt ga à, vậy thì ta sẽ chính diện đánh mặt ngươi lăng hàn bỗng nhiên dừng lại sau đó bay thẳng tới chỗ mã lập vinh mã lập vinh đại hỷ không nghĩ tới lăng hàn lại không chịu nổi kích động như thế tiểu tử người còn quá non, hắn cười to, hai tay tạo thành trưởng vỗ tới chỗ Lăng Hàn. Thế nhưng khi hai tay đánh ra, hắn lại bỗng nhiên phát hiện ra trong tay Lăng Hàn xuất hiện thêm một cái chùy tay hắn đang dơ lên, quang mang chói mắt, đang đập về phía đầu hắn. Dựa vào, pháp khí, hắn quá sợ hãi, đây tuyệt đối là pháp khí bên trên tiên đồ, uy lực phát ra khiến cho hắn cảm thấy lạnh lẽo. Người cũng quá âm hiểm, giả bộ như chính diện giao phong cùng ta, ai ngờ lại trực tiếp móc ra một cái pháp khí cao dai. Thứ này mặc dù chỉ là cấp bậc nhất tinh, thế nhưng đối với người ở dưới tiên đồ mà nói, nhất tinh cũng là pháp khí cao dai. Hắn vội vàng lăn lộn, trốn sang một bên, Lăng Hàn cũng không có thừa thắng truy kích mà dừng bước, chiến trùy trong tay rung lên khe khẽ, hắn cười nói. Sao ngươi lại chạy vậy? Sắc mặt mã lập vinh lúc xanh lúc đỏ, lại không nói ra thành lời. Chẳng lẽ hắn lại đi nói Lăng Hàn vận dụng pháp khí cao dai là không công bằng hay sao? Hắn đã chiếm tiện nghi hai đại cảnh giới, đây là chỗ không công bằng lớn nhất rồi, chỉ cần hắn còn muốn giữ mặt mũi thì hắn dám nói ra như vậy sao? Nhưng chuyện hắn lăn lộn trên mặt đất là sự thật, hắn cũng không thể biện minh được. Ở trước mặt một cực cốt cảnh nho nhỏ mà hắn lại lăn lộn né tránh công kích, chật vật như thế, chuyện này bảo hắn sao có thể chịu nổi cơ chứ? Há chỉ là đỏ mặt, đó chính là ngay cả mặt cũng bị đánh cho xương A. Hắn nhìn chằm chằm vào lăng hàn, thẹn quá hóa giận, thế nhưng cũng tràn ngập vẻ tham lam, tiểu tử này chính là một cái bảo khố A nhất định phải bắt được đối phương. Hắn hít một hơi thật sâu, bỏ xuống tất cả mặt mũi, bởi vì lợi ích thật sự mới là quan trọng nhất. Lăng Hàn nhìn thấy chuyện này ở trong mắt, hắn không khỏi cười một tiếng. Xem ra, người đã quyết định không biết xấu hổ rồi sao? Bây giờ người nói càng nhiều, thứ chờ người sau đó sẽ là càng thêm thống khổ. Mã Lập Vinh lạnh lùng nói, hắn thề, sẽ không giết chết Lăng Hàn một cách đơn giản như vậy, mà sẽ dùng hết các thủ đoạn, làm cho đối phương sống không bằng chết. Lăng hàn mỉm cười, lấy ra thiên văn ngọc, hắn tự tin dùng thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể địch được mã lập vinh, nhưng muốn chiến thắng đối thủ, nhất định sẽ phải tốn rất nhiều thời gian. Hiện tại hắn không có thời gian để lãng phí, tranh thủ thời gian tìm được 7 đứa trẻ, ai biết 7 tiểu tổ tông này khi không có người quản sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức à. Hắn kinh ngạc phát hiện, vốn hắn cần 5 giây mới có thể ép thiên văn ngọc đến 2 cân 8 lược, bây giờ lại chỉ cần 3 giây đồng hồ đã được rồi, nhưng mà đây còn chưa phải là cực hạn. Đừng nói là ta không cho ngươi cơ hội, hiện tại tự thiến thì ta còn có thể tha cho các ngươi một con đường sống." Lăng Hàn vừa cười vừa nói, một bên tiếp tục áp xúc Thiên Văn Ngọc. Không biết sống chết, Mã Lập Vinh giết ra ngoài, hắn không muốn nghe thêm một câu từ Lăng Hàn. Hắn chỉ muốn nghe đối phương phát ra tiếng thống khổ rên rỉ mà thôi. Lăng Hàn xuất thủ, ném ra Thiên Văn Ngọc, tốc độ nguyên thủy đạt đến 6 tháng năm lần vận tốc âm thanh, mà ở dưới niệm lực thôi thúc, lại tăng lên thêm 3.5 lần vận tốc âm thanh gấp 10 vận tốc âm thanh, vẻ mặt mã lập vinh lập tức hiện lên vẻ ngạc nhiên, ở dưới va chạm đón đầu, làm sao hắn có thể trốn tránh được công kích gấp 10 lần vận tốc âm thanh cơ chứ. Hắn miễn cưỡng vùng tay lên cản, đụng phải cạnh của Thiên Văn Ngọc, nhưng mà, hành động này hoàn toàn không làm nên được chuyện gì. Vật năng vạn cân dùng vận tốc gấp 10 lần vận tốc âm thanh đánh tới, đừng nói là khai khiếu cảnh, xem như tầm bí cảnh cũng sẽ hỏng bét. Huống chi, Thiên Văn Ngọc là vật liệu cấp bậc nhị tinh, hơn nữa hình thể còn nhỏ như vậy, lực phá hoại có bao nhiêu đáng sợ cơ chứ? Phanh Thiên Văn Ngọc đánh qua Mã Lập Vinh thức thì biến mất. Hắn hóa thành một chùm mưa máu. Cái này bốn tên người trẻ tuổi kia đều là há hóc miệng, đủ để nhét vào một quả trứng gà. Tròng mắt muốn rớt ra ngoài. Thất thúc bọn hắn rất mạnh là tồn tại khai khiếu cảnh cứ như vậy đã bị xử lý rồi sao? Chỉ một chiêu mà thôi. Trời ạ, à, rốt cuộc gia hỏa này là biến thái gì a? À? Người đã chết rồi, đương nhiên Lăng Hàn không thèm liếc mắt nhìn lại mà nhìn chằm chằm về phía bốn người trẻ tuổi kia. Ta, ta thiến, một người thanh niên cắn răng, bỗng nhiên rút ra trường kiếm, chém về phía hạ thể mình. Phốc, mưa máu xuất hiện, cũng có thêm một đồ vật. Sắc mặt hắn tái nhợt, trầm giọng nói, hiện giờ ta có thể đi không? Lăng Hàn kinh ngạc, không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại ác như vậy. Hắn hỏi, người tên gì? Mã Phi Hồng, người trẻ tuổi này nói. Lăng Hàn phất phất tay, nói, người có thể đi. Mã Phi Hồng xoay người rời đi, máu tươi vẫn còn đang nhỏ xuống. Trường 3930, thất hoa bị đoạt mất hạ. Không nghĩ tới, hắn còn bước ra một kẻ tàn nhẫn như vậy, lang hàn thầm nghĩ, nhưng cũng không có dự định hạ sát thủ, trừ hậu hoạn vĩnh viễn. Từ trước đến nay hắn đều nói lời giữ lời, ba tên người trẻ tuổi khác thì không có dũng khí như vậy, không có người nào mà không quỳ xuống không ngừng dập đầu, bọn hắn còn rất trẻ, còn có thể sống nhiều năm, không có thứ đồ chơi kia thì làm sao bây giờ, vẫn còn là nam nhân hay sao? vốn lăng hàn muốn hạ sát thủ nhưng nghĩ nghĩ hắn hỏi nói một chút về lai lịch của các ngươi đối với những thế lực đột nhiên xuất hiện này hắn có một chút hiểu rõ chỉ biết là trước nay bọn hắn bị vây ở một nơi dưới mặt đất được xưng là lao tù ba người kia nhìn nhau không có lập tức mở miệng sao lăng hàn sầm mặt lại chúng ta nói chúng ta nói tuyệt đối không nên giết chúng ta ba người lập tức sợ hãi vội vàng nói quả thực bọn hắn đến từ lao tù đây là một trận pháp loại cực lớn vây khốn rất nhiều cường giả, thời gian dài tới 2.000 năm. Mãi đến gần đây trận pháp buông lỏng, những người thực lực như bọn hắn mới dẫn đầu thoát khốn. Trận pháp chủ yếu nhằm vào những người mạnh nhất, cho nên đám người bọn hắn xem như cá con. Lang Hàn kinh ngạc, các ngươi đều hơn 2.000 tuổi sao, làm sao có thể chứ, cực cốt cảnh có thể sống lâu như vậy sao. Chúng ta cũng không phải là từ đầu đã bị giam ở trong lao tù, mà là ra đời ở trong nơi đó. Ba người kia nói, trong lao tù lâu như vậy tự nhiên sẽ có người nhàm chán làm một chút chuyện khác thế là nhân khẩu trong lồng giam này cũng trở lên nhiều hơn giống như người gần đây xuất hiện vậy xem như cường giả trúc cơ cũng là người mới được sinh ra sau này cũng không phải là người ban đầu bị giam ở bên trong bởi vì cường giả trúc cơ nhiều lắm cũng chỉ có thọ nguyên ngàn năm không chống được thời gian lâu như hai ngàn năm lang hàn lại hỏi một lúc lâu mãi đến khi ba người này nói không thể nói nữa thì mới đánh ra một trường giết chết ba người này sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng trong lồng giam dưới mặt đất có chấn áp vô số cường giả nếu như bọn hắn xuất thế mảnh thiên địa này sẽ tiến vào cục diện quần hùng tranh bà a chỉ là bây giờ hắn có nghĩ những chuyện này cũng vô dụng vẫn nên đi tìm mấy anh em hồ lô thì hơn thân thể lăng hàn lại tiếp tục nhảy lên nhưng lúc này nhất định hắn không thoát khỏi được ánh sáng cửu hận bao trùm đi không được bao lâu thì hắn lại gặp một đoàn người bọn họ cũng ngấp nghé bảo vật trên người hắn muốn hắn giao ra Đương nhiên một trận chiến đấu là thứ khó tránh khỏi, lần này đối phương có tồn tại khai khiếu đỉnh phong, Lăng Hàn không địch lại, nhưng thân pháp được phát động, hắn có được tốc độ gần gấp 5 lần vận tốc âm thanh, muốn thoát thân lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao cũng không biết bảy đứa trẻ ở đâu, Lăng Hàn di chuyển vòng quanh nơi này, tin rằng sẽ có lúc gặp phải bọn chúng. Nhị Hoa có thiên lý nhãn A, phụ thân, sau một ngày, Lăng Hàn bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu, hắn nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy năm đứa trẻ đang chạy vội tới hắn nở một nụ cười, nói, mấy ngày nay các con có gặp rắc rối hay không? Không có, sáu tiếng bi bô đồng thời vang lên, ô, sao lại thiếu mất một đứa? lang hàn đếm, mới phát hiện ra thiếu đi thất hoa. Chẳng lẽ, gia hỏa này tham ngủ, bị thu vào bên trong dưỡng nguyên hồ lô hay sao? Hắn hỏi, thất hoa đâu, phụ thân, không hay rồi, thất hoa bị người ta đoạt. Tứ hoa hô to gọi nhỏ, phụ thân, nhanh đi cứu thất hoa. Ngũ hoa cũng gọi, so sánh với hai người bọn hắn, ba đứa trẻ khác bình tĩnh hơn nhiều, dù sao lục hoa ẩn thân, cũng không thấy được bộ dáng nó ra sao. Lăng Hàn nhìn nét mặt của đám người đại cũng đã biết, có thể bình tĩnh được. Bởi vậy, hắn cũng không vội mà cười nói. Từ từ nói, đã có chuyện gì xảy ra. Phụ thân, sau khi ra bí cảnh chúng con đã bắt đầu đi tìm người. Thế nhưng trong lúc đi chúng con gặp một nữ nhân vừa xấu lại vừa ác, nhất định muốn bắt chúng con. Người xấu xí kia có thực lực khai khiếu cảnh, chúng con không phải là đối thủ cho nên chỉ có thể trốn chạy trốn chạy trốn thế nhưng bệnh thích ngủ của thất oa lại bộc phát nằm xuống ngủ liền cho nên lão thất mới bị bắt mấy anh em hồ lô mồm năm miệng người nói nói rõ ràng từ đầu tới cuối là người xấu xì nào vậy lang hàn hỏi chính là nữ nhân tên là tân như Cầu. tứ oa vắt hết óc ngừng một lát để suy nghĩ cuối cùng vỗ hai tay nói tân như nguyệt ánh mắt lang hàn trở nên rét lạnh nữ nhân này thật đúng là không biết tốt xấu, rõ ràng đã đánh cược vô hắn mà còn dám bắt đi thất hoa. Rất đơn giản, nhất định nàng ta muốn lấy thất hoa làm thứ để áp chế, buộc hắn giao ra bí mật của bức họa bằng đá, thậm chí là chiến thần tam thức. Nàng muốn chết sao, phụ thân, người không cần lo lắng, lão thất có thể hấp thu tất cả lực lượng, hiện tại, trừ phi là cường giả cấp bậc tiên đồ xuất thủ, nếu không ai cũng không làm gì được nàng. Đại hoa Trần An Lăng Hàn, nói, Lăng Hàn gật gật đầu, chỉ dùng năng lực mà nói, thất hoa hẳn là người trâu bò nhất trong mấy đứa, chỉ là sao lại bị mắc bệnh thích ngủ như vậy cơ chứ. Hắn không cần lo lắng tới an nguy của thất hoa, nhưng thân là vũ em, đương nhiên hắn phải đoạt lại a. À. Được rồi, chúng ta đi tìm người xấu xí kia. Hắn nói, đánh chết nàng, đại hoa hung tợn nói, ngược lớn đến từng này, xấu hổ chết người. Tam hoa thì chân chính là người ghét bỏ, đúng, người quái dị. Tứ hoa và ngũ hoa đồng thời nói, nhị hoa, tìm người. Lăng Hàn nói với nhị hoa. Nhị Hoa gật đầu, phát động nhãn thuật triển khai tìm kiếm. Một lát sau, nàng đã chỉ về một phương hướng, nói. Ở đằng kia, đi, Lăng Hàn mang theo sáu đứa trẻ xuất phát, bước đi về phương hướng mà Nhị Hoa chỉ định. Đi một lúc, bọn hắn đi tới bên đầm nước, chỉ thấy Tân Như Nguyệt đang ngồi ở trên một tảng đá, thất hoa thì bị nàng cột lên trên một cành cây to, gác ở phía trên một củi đống. Thất hoa không biết tình cảnh của mình một chút nào, vẫn đang nằm ngáy o o, miệng nhỏ còn đang chép chép, giống như đang mơ thấy mỹ vị gì đó. Sát khí của Lăng Hàn lan tràn, mặc dù hắn biết thất hoa không sao, nhưng mà không ngờ Tân Như Nguyệt lại muốn dùng lửa đốt thất hoa để uy hiếp hắn, tâm tư này quá độc. chương 3931, bênh vực kẻ yếu. Nhóc con kia trêu chọc ngươi sao? Nhỏ như vậy, đáng yêu như vậy mà ngươi cũng hạ thủ được, trái tim của ngươi sao lại độc ác như vậy chứ? Lăng Huynh, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Đương nhiên Tân Như Nguyệt cũng phát hiện ra Lăng Hàn, nàng là khai khiếu cảnh, lại có được chiến lược áp chế tồn tại cùng dai lăng hàn cười nhạt một tiếng đoạn thời gian này đa tạ tân cô nương chăm sóc lão thất nhà ta hiện tại không cần làm phiền ngươi nữa ha ha tiểu nha đầu này rất là đáng yêu ta muốn chờ thêm mấy ngày nữa với nó a à. tân như nguyệt cười nói gương mặt xinh đẹp như hoa lăng hàn lại chỉ cảm thấy nàng rất ghê tởm hắn thản nhiên nói dường như tân cô nương đã quên một chuyện ta đánh cược thắng ngươi có phải ngươi còn thiếu ta một phần công pháp hay không Thật sao, tân như Nguyệt ra vẻ kinh ngạc, giờ một cây gỗ lên, dẫn động năng lượng hỏa diếm tầng thứ cao, oanh, gỗ lập tức bị thiêu cháy. Đây là uy hiếp trần trụi, xem ra, nữ nhân này đã không nhịn được, lang hàn cũng không có ý định lá mặt lá trái với nàng nữa, thất hoa có thể hấp thu tất cả lực lượng, không đạt tới cấp bậc tiên đồ căn bản không đả thương được nàng. Dừng tay, một tiếng yêu kiều vang lên, chỉ thấy một bóng người như hoa đáp xuống, tà váy lay động, rất là sinh động. Đây là một mỹ nữ tuyệt thế so sánh với nàng, tân như nguyệt lập tức lu mở ảm đạm. lại là bích tiêu công chúa, lăng hàn kinh ngạc. làm sao vị yêu tộc công chúa này lại xía vào chuyện này chứ? ngươi không cảm thấy vô sỉ sao? không ngờ lại lấy một đứa trẻ nhỏ như vậy để uy hiếp người khác. bích tiêu công chúa trách mắng, không chút che giấu sự chán ghét đối với tân như nguyệt. tân như nguyệt sướng sờ, đây là người từ đầu xuất hiện cơ chứ? có quan hệ với ngươi sao? ngươi là ai? không nên ra vẻ chính nghĩa như vậy a. À? ngươi là ai? nàng lạnh lùng hỏi bích tiêu công chúa, ngươi đừng quản ta là ai, lập tức giao đứa trẻ này ra. Bích tiêu công chúa thì lạnh lùng nói, lăng hàn nhìn sáu đứa trẻ, làm sao bọn họ lại đột nhiên trở thành người ngoài của cơ chứ. Sáu đứa trẻ đều giang tay với hắn, tỏ vẻ các nàng cũng không hiểu rõ. Tân như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói, được, ta chẳng cần biết ngươi là ai, muốn ta thả nha đầu này thì có thể. Bảo Lăng Hàn giao ra vật mà ta muốn, bích tiêu công chúa nhíu nhíu mày, nói. Ngươi và Lăng Hàn có ân oán thì có thể tìm hắn giải quyết, không nên mang đứa trẻ vô tội ra để chút giận. A, à, thật đúng là không nghĩ tới, yêu tộc công chúa này lại còn có tư chất thánh mẫu như vậy a. À. Tân Như Nguyệt cười ha ha, ngươi thật sự là quá ngây thơ a. À. Được rồi, ta không lãng phí thời gian với ngươi nữa. Nàng nhìn về phía Lăng Hàn, lớn tiếng nói, ta cho ngươi thời gian 3 phút, hoặc là giao ra công pháp trong bức họa bằng đá và truyền thừa sổ long ngươi đạt được, hoặc là nhìn ta giết chết đứa bé này. Ta cảnh cáo ngươi, không nên tới gần, ta biết ngươi có một loại trận pháp có thể áp chế tu vi của đối thủ." Lăng Hàn thì cười một tiếng, nói với Bích Tiêu công chúa: "Nếu như công chúa điện hạ muốn ra tay thì không cần khách khí, mời." Bích Tiêu công chúa sững sờ, "Ngươi không thấy còn có con tin ở trong tay đối phương hay sao? Ngươi lớn như ngươi sao lại thế chứ, không ngờ lại không quan tâm tới con một chút nào." Nàng không khỏi nổi giận, chỉ cảm thấy Lăng Hàn thật sự quá là máu lạnh. Lăng Hàn đi về phía trước, mặc dù thất hoa không có khả năng bị thương gì, thế nhưng cũng không thể để nàng rơi vào trong tay một nữ nhân ác độc. Thấy Lăng Hàn tới gần, lông mày tân như nguyệt nhíu một cái, nàng không nghĩ tới việc Lăng Hàn lại không thèm để ý tới đứa bé này. Nàng hư lạnh một tiếng, vứt bó đuốc xuống. Lăng Hàn, người muốn hại chết nó sao? Lăng Hàn còn chưa nói gì thì đã thấy bích tiêu công chúa đã ngăn ở phía trước hắn. Này này này, không nên cản đường đi biết không vậy? Lăng Hàn nói, bích tiêu công chúa hư lạnh một tiếng, nói, Ta không có máu lạnh như ngươi, chuyện này ngươi không cần quản, lui ra đi." Nàng lấy sự uy nghiêm công chúa của ra, lại thêm khí thế tẩm bí cảnh, phi thường khiếp người. Nhưng thứ này đối với Lăng Hàn ngay cả một chút tác dụng cũng không có, bỗng nhiên thân thể hắn phát động, gia tốc, vượt qua Bích Tiêu công chúa, giết tới chỗ Tân Như Nguyệt. "Lăng Hàn, Bích Tiêu công chúa yêu kiều kêu lên, vội vàng đuổi theo. Tân Như Nguyệt thấy vậy, miệng không khỏi cười lạnh, ném bó đuốc ra ngoài, oanh, toàn bộ đống lửa lập tức cháy hừng hực. Nàng biết Lăng Hàn có tuyệt đối công bằng cho nên lập tức bước ra, vội vàng thối lui, lại Lăng không đánh ra một trường, muốn mạnh mẽ đánh chết thất hoa. Ngươi dám, bích tiêu công chúa giận tím mặt, phanh, đống lửa bị đánh bay, thất hoa cũng bị đánh bay ra ngoài. Lăng Hàn chạy qua, một tay tiếp lấy thất hoa, sau đó ném về phía đám người đại hoa. Bích tiêu công chúa liếc mắt nhìn, không khỏi kinh ngạc, thất hoa vân cực kỳ phấn nộn, vẫn còn đang nằm ngáy o o, đừng nói là bị thương dù là một sợi tóc cũng không có bị tổn thương. Cái này, Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, trẻ nhà chúng ta, đương nhiên không giống người bình thường được. Bích tiêu công chúa im lặng, lúc này nàng biết trước đó đã trách lầm Lăng Hàn, không phải là Lăng Hàn không quan tâm tới đứa bé, mà là đứa nhỏ này rất cổ quái, ngoại lực không gây thương tổn được cho nó. Đương nhiên Tân Như Nguyệt cũng nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt không khỏi chấn kinh. Một trường này của nàng, không ngờ lại không có làm thương tổn mảy may đến đứa bé kia. Cổ quái, rất cổ quái. Chỉ là, nàng cũng biết lăng hàn khó chọc, trận pháp vừa ra, có thể kéo đối thủ tới cảnh giới giống mình, mà đánh nhau cùng cấp, nàng sao là đối thủ của lăng hàn cơ chứ? Nàng không chút do dự quay người chạy đi, còn muốn chạy sao, bích tiêu công chúa hử lạnh một tiếng, phát lực biên cuồng đuổi theo. Trước đó nàng hiểu lầm lăng hàn, lại bởi vì hành vi của tân như nguyệt mà giận dữ, hiện tại tự nhiên toàn bộ cỗ lửa giận này đều đổ lên trên đầu của tân như nguyệt. Nàng là tầm bí cảnh, mạnh nhất ở dưới tiên đồ, siêu siêu siêu, chỉ mấy bước nàng đi đas đuổi kịp Tân Như Nguyệt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phương. Tân Như Nguyệt kinh hãi, không nghĩ tới bích tiêu công chúa nhìn như tuổi trẻ hơn so với nàng mà Tu Vi vẫn còn bên trên mình. chương 3932, bậc thang thứ 5 trong tiên đồ. Mặc dù nàng rất mạnh, có tư cách vô địch cùng dai, thế nhưng còn không có đạt tới tình trạng vượt qua một đại cảnh giới chiến đấu với đối phương. Như vậy, chỉ cần chiến với tầm bí cảnh, nàng thất bại. Bởi vậy, nàng lập tức cười một tiếng, nói, ta chính là Tân Như Nguyệt, gia sư thái cổ chân quân chính là cường giả hóa linh cảnh. Lời này nếu như nói với người trong lồng giam, như vậy đối phương sẽ sinh ra kiên kỵ, thậm chí là phát run. Thế nhưng bích tiêu công chúa lại không biết hóa linh cảnh là bậc thang thứ mấy ở trên tiên đồ. Nàng nghe cũng chỉ coi như không có nghe thấy, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tân Như Nguyệt. Tân Như Nguyệt không khỏi phiền muộn, giao lưu cùng những này thổ dân này thật đúng là phiền phức a à nàng đành phải giải thích nói. Gia sư đã đứng ở trên bậc thang thứ năm của tiên đồ, xem như ở trong lao tù cũng là cường giả đứng đầu. Lúc này bích tiêu công chúa mới lấy làm kinh hãi, bậc thang thứ năm bên trên tiên đồ. Từ đầu cho tới bây giờ, kỳ thật nàng đối với đám cường giả đột nhiên xuất hiện cũng có chút hiểu rõ, biết ở dưới thế giới hiện tại này còn trấn áp một cái lồng giam cực lớn, có vô số cường giả. Nhưng cho tới bây giờ nàng mới biết được, hóa ra người mạnh nhất chính là người đứng ở bậc thang thứ năm trên tiên đồ quá kinh người, giết một khai khiếu cảnh đối với nàng mà nói, không phải việc khó, nhưng nếu chọc tới thái cổ chân quân phía sau nàng ta thì sẽ đi tới đâu chứ? Cho dù Trần Phong Viêm thì thế nào chứ, có thể chống đỡ được lửa giận của một vị cường giả hóa linh cảnh sao? Cho nên, người có thể muốn làm gì thì làm sao? Lăng Hàn đi tới, hắn đang bị lửa giận thiêu đốt, nói. Một đứa trẻ, không cừu không oán với ngươi mà ngươi lại có thể nhẫn tâm bắt nó để đạt được mục đích của mình. Lại còn hạ sát thủ, người điên rồi hay sao giao ra gia vật ta muốn nếu không đợi khi gia sư xuất hiện thiên hạ này sẽ muốn thay đổi triều đại người căn bản không có chỗ đến trốn tân như nguyệt ngạo nghễ nói lăng hàn cười nhạt một tiếng nam tử hán đại trượng phu đương nhiên phải khoái ý ân cừu sợ đầu sợ đuôi thì còn làm võ giả làm gì chứ hắn xuất thủ đánh tới chỗ tân như nguyệt chỉ cần lăng hàn không sử dụng tuyệt đối công bằng đương nhiên tân như nguyệt sẽ không sợ lăng hàn chỉ là cực cốt cảnh mà thôi mạnh hơn nữa thì có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Nàng khẽ quát một tiếng, song tiên xuất hiện, quấn quanh về phía lăng hàn. Lăng hàn vung vẩy hai tay, đón đỡ trường tiên, phanh, hai tay của hắn đánh vào trên trường tiên, nhất thời trường tiên như rắn bị đánh trúng mà rũ xuống. Thế nhưng bên trên quyền của lăng hàn cũng có hai vết máu, da bị đánh nứt ra. Cũng còn may, xương cốt của hắn đã trải qua bảy lần lột xác, cực kỳ cứng cỏi. Cái gì, tân như nguyệt quá sợ hãi, một kích này nàng đã vận dụng toàn lực, thế mà chỉ phá vỡ ra rẻ hai tay của Lăng Hàn mà không phải như nàng suy nghĩ, đánh nát nắm tay của đối phương. Thực lực của người này lại có tăng lên, hơn nữa lại là biến đổi về chất. Tại sao có thể có cực cốt cảnh biến thái như vậy chứ? Nàng thu hồi một cây trường tiên, sau khi bí lực rót vào, một cây trường tiên còn lại lập tức thẳng lên, giống như là một thanh trường thương. Hai tay nàng lắm lấy, quét ngang về phía Lăng Hàn, đột nhiên biến hóa phương thức công kích. Xoát xoát xoát, nàng không ngừng dùng trường thương đâm nhanh phần đuôi cực kỳ sắc bén tản ra hàn quang nếu như bị đâm một cái tuyệt đối sẽ không dễ chịu lăng hàn tế ra chiến trùy cùng đối cứng với trường thương tay trái thì hóa quyền đánh tới chỗ của tân như nguyệt phanh 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 yêu hầu quyền tăng thêm tần suất công kích hắn có thể miễn cưỡng đối kháng được với tân như nguyệt phanh điện mang màu trắng lóa chấp động chiến trùy phát huy đây chính là pháp khí nhất tinh sau khi lăng hàn bước vào thất cốt Đương nhiên uy lực mà hắn có thể phát huy ra lại tăng lên một mảng lớn, thậm chí đã tới gần tầm bí cảnh. Tân Như Nguyệt ra sức ngăn cản, thế nhưng chiến lực của bản thân cũng không có cao hơn Lăng Hàn bao nhiêu, mà ở bên trên pháp khí lại ăn thiệt thòi quá nhiều. Cho nên cho dù nàng hành động như thế nào cũng không có cách nào thay đổi xu hướng suy tàn. Không có được mấy chiêu, điện mang đã đánh cho y phục nàng bị thiêu đốt cháy khét, tóc rối tung, vô cùng chật vật. Tân Như Nguyệt gào thét, cũng không phải là chiến lực của nàng không bằng đối phương mà là pháp khí không bằng chuyện này khiến cho nàng cảm thấy rất là oan ức lăng hàn người ỷ vào pháp khí ép ta căn bản không phải là bản lãnh của ngươi nàng lớn tiếng kêu lên đương nhiên là muốn kích động lăng hàn mặc dù không nhất định sẽ có tác dụng thế nhưng nàng cũng không có biện pháp khả thi nào khác lăng hàn cười suy ngươi là khai khiếu cảnh cao hơn ta hai đại cảnh giới cũng không cảm thấy ngại nói ta dựa vào pháp khí ép ngươi hay sao hơn nữa ngươi dùng một đứa bé làm vật để uy hiếp ta lại còn xuất thủ tàn nhẫn, còn muốn ta đối đãi với ngươi công bằng hay sao? Hắn vùng vẩy chiến trị nhanh hơn, siêu siêu siêu, điện mang chớp động, tràn ngập bốn phía không gian. Tân Như Nguyệt chỉ có thể tránh đông tránh tây, nếu như không phải thái cổ chân quân đang ở trong lao tù, mà là một tông chủ chân chính. Như vậy thứ trong tay nàng tất nhiên sẽ là pháp khí cấp bậc nhất tinh. Thế nhưng vật tư trong lao tù cực kỳ thiếu thốn, hai cây trường tiên trong tay nàng cũng là thứ thật vất vả mới có được, còn muốn pháp khí nhất tinh nữa sao? nàng càng đánh càng hoảng hốt ở dưới sự áp chế của pháp khí nhất tinh sớm muộn gì nàng cũng sẽ thua bại trong tay lăng hàn như vậy kết quả của nàng sẽ là gì chết nàng cũng không muốn chết đương nhiên phải vùng vẫy dẫy chết ngươi muốn trơ mắt nhìn hắn giết ta sao tân như nguyệt kêu lên nói với bích tiêu công chúa ta mà chết ở chỗ này đợi sư phụ ta xuất khốn dùng thực lực của lão nhân ra tùy tiện là có thể tìm hiểu ngược thời gian nhìn rõ chuyện hôm nay bích tiêu công chúa sửng sốt một chút lúc này mới ý thức được mình bị uy hiếp, nàng không khỏi ngẩn ngơ, không nghĩ tới tân như nguyệt lại không có nhân phẩm như vậy. Hèn hạ, nàng thấp giọng nói, nếu như ngươi thấy chết không cứu, tất nhiên cũng sẽ phải tiếp nhận lửa giận của sư phụ ta. Ta không quản thế lực đứng sau lưng ngươi là gì, tất cả đều chỉ có kết cục hôi phi yên diệt mà thôi. Tân như Nguyệt uy hiếp nói, chương 3933, mưa gió nổi lên. Trong đầu bích tiêu công chúa không ngừng suy nghĩ, đột nhiên xuất thủ, gia nhập vào vòng chiến nàng không có công về phía lăng hàn mà là đánh ra một trưởng về phía tân như nguyệt nàng là tầm bí cảnh hơn nữa cũng là tồn tại cấp bậc thiên tài chiến lực viễn siêu tân như nguyệt mà vốn tân như nguyệt dưới sự công kích của lăng hàn đã giật gấu vá vai lại có thêm một đối thủ mạnh mẽ như vậy sao nàng có thể chịu đựng được chứ trong nháy mắt nàng đã cực kỳ nguy hiểm xém chút đã vạn kiếp bất phục ngươi tân như nguyệt không nghĩ tới mình thông minh quá sẽ bị thông minh hại chẳng những không có khiến cho bích tiêu công chúa đến giúp mình ngược lại còn trở thành bùa đòi mạng của nàng đồ vô sỉ bích tiêu công chúa lạnh lùng nói thế công trở nên nhanh hơn tân như nguyệt kéo dài hơi tàn dù sao nàng cũng là đệ tử của một tên chân quân dưới tình thế cấp bách liều mạng đương nhiên chiến lược sẽ không thể khinh thường Lăng hàn hừ lạnh một tiếng hắn vận chuyển chiến thần tam thức trong nháy mắt hắn như trở thành trung tâm của thiên địa vũ trụ năng lượng vô tận cuồn cuộn kéo tới đáng tiếc những năng lượng này không có cách nào biến hóa để cho bản thân hắn sử dụng Giống như là thiên địa cho hắn mượn vậy sau đó sẽ phải trả lại lang hàn chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đang rung động lách cách hắn gánh chịu quá nhiều lực lượng giống như một thùng thuốc nổ tùy thời cũng có thể bạo tạc nổ tung không được hắn giống một tiếng đánh tới chỗ tân như nguyệt chiến thần tam thức cũng ẩm ẩm đánh ra một chiêu ra giống như thiên địa cũng vì đóm mà thất sắc bích tiêu công chúa cũng quá sợ hãi cực cốt cảnh có thể đánh ra sát chiêu khủng bố như vậy sao không mượn ngoại vật hoàn toàn dựa vào lực lượng của bản thân bộc phát trời à nàng còn sợ hãi thán phục như vậy huống chi là tân như nguyệt không thể tiếp một khi tiếp hẳn sẽ phải chết nàng vội vàng trốn tránh thế nhưng ngay sau đó lăng hàn đã đánh ra chiến thần thức thứ hai tinh thần vững vàng khóa chặt lấy nàng giống như thiên địa cũng đối địch với nàng không khí không hề có một chút cảm xúc đều trở nên cứng rắn như sắt thân thể tân như nguyệt trở nên cực kỳ chậm chạp sao có thể trốn tránh được chứ nàng đành phải dơ thương đánh trả Lang Hàn đánh ra một quyền phanh, lực lượng đáng sợ bộc phát, trường thương bằng tiên trong tay tân như Nguyệt lập tức tuột tay, bàn tay bị mạnh mẽ đánh rách tả tơi, máu tươi bắn mà, mà người nàng cũng ngã bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, hóa thành một đạo kinh hồng, lực lượng vô tận bạo động trong cơ thể, Lang Hàn căn bản không dừng được, chỉ có thể lại tiếp tục đánh ra chiến thần thức thứ ba, oanh, một kích này còn mạnh hơn, giống như dung hợp lực lượng hai thức trước lại cùng nhau, có thể trở thành núi, có thể trở thành biển. Giờ khắc này, Lăng Hàn giống như được chiến thần phụ thể, lúc một bước phóng ra, thiên địa cũng đang phụ lực cho hắn. Khiến cho hắn lập tức bộc phát ra tốc độ gấp 7 lần vận tốc âm thanh, xương cốt toàn thân đều xém chút vỡ nát, cũng còn may hắn đã đạt tới thất cốt, không thì nhất định sẽ không nhịn được. Hắn dùng một bước đuổi kịp Tân Như Nguyệt, đánh chiến thần thức thứ ba lên trên. Phốc, Tân Như Nguyệt miễn cưỡng giơ tay ra ngăn cản, đón nhận một kích này của hắn, nhưng căn bản không có cách nào chống lại, trực tiếp bị đánh cho nổ tung đường đường là cường giả khai khiếu cảnh thế mà bị cực cốt cảnh mạnh mẽ đánh nổ tung bích tiêu công chúa nhìn thấy vậy trong lòng cũng vô cùng chấn động vừa rồi nàng chỉ cảm thấy lăng hàn giống như hòa thành một thể cùng thiên địa bởi vậy có thể mượn lực lượng từ thiên địa đánh ra lực lượng vượt xa cực cốt cảnh đây chính là thứ mà hắn đạt được khi nhận được truyền thừa sổ long sao thật sự quá là kinh người lăng hàn nhẹ nhàng thở ra vận chuyển chiến thần tam thức suýt chút nữa đã làm hắn mất mạng nhỏ bởi vì phụ tải thật sự quá là lớn, khó trách chỉ có thể vận dụng được một lần. Hắn cười nói với bích tiêu công chúa, bích tiêu tiểu thân thân, cuối cùng nàng đã một lòng với ta rồi sao? Hỗn đản, đừng có nói hưu nói vượn, bích tiêu công chúa lập tức đập một trường qua. Khi lăng hàn nói câu này ra miệng đã bắt đầu lui lại, hiện tại hắn còn không phải là đối thủ của tầm bí cảnh. Được, 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 công chúa điện hạ cương trực công chính, trong mắt không cho phép có một hạt cát, ta bội phục tới mức đầu dạp xuống đất. Lăng Hàn một mặt nói hưu nói vượt, một mặt mang theo bảy đứa trẻ chạy ra ngoài. Cũng còn may, bích tiêu công chúa cũng không có đuổi theo. Đi một lúc, ngay cả hình bóng của công chúa yêu tộc này cũng đã không nhìn thấy. Lăng Hàn mang theo mấy đứa trẻ quay lại đế đô, đáng tiếc hắn cũng không có pháp khí phi hành, cho nên chỉ có thể dựa vào hai chân để chạy về, tốc độ cũng không chậm, chỉ là người thì không được nghỉ ngơi. Vừa đi, một mặt Lăng Hàn hồi tưởng lại những tư liệu liên quan tới lao tù mà hắn biết rõ. Những người của Mã Gia chỉ biết là lao tù đã tồn tại hơn 2.000 năm, thế nhưng cũng không biết lúc trước là ai xây lao tù này ra. Ở trong lao tù này, cường giả tiên đồ vô số, kỳ thật đối tượng trấn áp lúc trước chính là bọn hắn, chỉ là về sau thời gian quá dài, cho nên mới tạo ra được rất nhiều người. Mà 2.000 năm dài rằng giặc như thế, đủ để sinh ra rất nhiều người. Ở trong lao tù, cường giả tiên đồ có tất cả 5 cấp độ. Cấp thấp nhất chính là trúc cơ, bên trên trúc cơ là chú đỉnh, bên trên chú đỉnh là sinh đan, bên trên sinh đan là linh anh, mà bên trên linh anh là hóa linh. Giống như sư phụ thái cổ chân quân của Tân Như Nguyệt chính là cường giả cấp bậc hóa linh cảnh, có năng lực cường đại đến mức kinh thiên động địa, một ý niệm trong đầu đã có thể đánh nát núi non, cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn không khỏi nghĩ đến, người kiến tạo ra lồng giam này là ai mà lại có thể trấn áp cường giả hóa linh cảnh, đó là tồn tại mạnh mẽ tới mức nào chứ? Hơn nữa, vì sao mà không trực tiếp giết? Từ thời gian mà nói, hơn 2.000 năm trước vừa vặn là lúc văn minh đời trước bị hủy diệt, không biết có quan hệ gì trong chuyện này hay không? Người ở bên trong lồng giam có phải là người sống sót từ văn minh đời trước hay không? Đáng tiếc, cấp độ thực tế của những người mã ra kia quá thấp, hiểu biết có hạn. Trên thực tế, Chúc cơ cảnh lúc trước bị giam vào trong đó đã sớm chết, thậm chí cường giả chú đỉnh cảnh trên cơ bản cũng đã chết hết. Cho nên, chỉ ít cũng phải là cấp bậc sinh đan cảnh thì mới có thể hiểu rõ chân tướng năm đó chương 3934, cướp sinh ý thưởng. Thiên địa khôi phục, lồng giam bị phá vỡ, trong chuyện này lại có liên hệ gì cơ chứ? Bên trong nơi thí luyện sổ long có cổ thi đi lại, bị tượng đá chân áp, chuyện này có liên quan gì đây? Lăng Hàn suy nghĩ thật lâu, lại khẽ lắc đầu, trừ phi hắn có thể bắt được một sinh đan cảnh rồi tra hỏi. Thế nhưng hiện tại giữa hắn và sinh đan cảnh còn có bao nhiêu khoảng cách cơ chứ? Rất xa a à, được rồi, cuối cùng cũng sẽ có một ngày chân tướng sẽ được phơi bày. Lăng Hàn chạy về đế đô, bắt đầu dùng sinh mệnh bảo quả. Tốc độ tu luyện hiện tại của hắn giống như bay vậy, mà hạn chế duy nhất chính là không có sinh mệnh bảo quả, như vậy chỉ có thể đền bù bằng bảo dịch sinh mệnh bản nguyên, đan dược cũng được. Nhưng mà, theo cường giả trong lao tù không ngừng xuất hiện. Các núi lớn cấm địa cũng liên tục bị chiếm cứ, tỷ lệ muốn vụng trộm tiến vào, hoặc là trực tiếp xâm nhập, hái sinh mệnh bảo quả trên cơ bản là con số không. Cho dù ẩn thân thuật của lục hoa ở trước mặt cường giả tiên đồ cũng không có đất dụng võ. Những cường giả này quả thực không cần đến sinh mệnh bảo quả ở dưới tiên đồ, nhưng chẳng lẽ bọn hắn không có tộc nhân, hậu đại, đệ tử hay là thủ hạ hay sao? Lang Hàn chỉ có thể tìm ở trong đế đô trước tiên, nghe nói hoàng thất cũng có được một dược viên cực lớn, không biết có thể nghĩ biện pháp để cầu mấy khỏa hay không. Nhưng bây giờ đế đô cũng đã nổi lên mưa gió, lại có cường giả tiên đồ tiến vào đế đô, hơn nữa còn không phải là trúc cơ chính là chú đỉnh cảnh loại cường giả này không cần phải cố kỵ gì vừa vào đế đô đã tung ra lời nhắn muốn thay trần gia hiện tại phải xem ai thức thời chủ động tới đầu nhập chờ tới khi hắn xuất thủ như vậy cũng chỉ có thể chờ bị chinh phục mà thôi trần phong viêm lại không hề có động tính gì dường như đúng như trận linh trước đó đã nói vậy chỉ cần cường giả tiên đồ không xuất thủ như vậy có thể tới lui tự nhiên ở trong đế đô trần phong viêm hắn vẫn có ý chí dung nạp thiên hạ Quả thực, gã cường giả kia vẫn không có xuất thủ, cũng không cần phải xuất thủ. Bởi vì khí tức cấp bậc chú đỉnh tuôn ra, tầm bí cảnh cũng chỉ có phần quỳ xuống đất mà thôi. Tên cường giả này họ phí, tên là phí vĩnh tư, mang theo ba tên đệ tử, đại đệ tử nghe nói đã là cường giả tầm bí cảnh, nhị đệ tử và tam đệ tử thì đều là khai khiếu cảnh. Ngoại trừ ba tên đồ đệ này ra còn có 10 cường giả trúc cơ cũng đi theo phí vĩnh tư cùng nhau tiến vào đế đô, trong lúc nhất thời, cái gì mà tứ đại soái cái gì mà hồng thái sư, cái gì mà nghị sự trưởng, tất cả đều trở thành quá khứ. Hiện tại đã tiến vào thời đại của cường giả tiên đồ. Nhiều cường giả như vậy tụ tập ở trong đế đô, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, mưa gió đã nổi lên. Trong lòng Lăng Hàn suy nghĩ như vậy, hắn cảm thấy nếu cứ đợi như vậy thì sẽ rất thua thiệt. Hắn là quán quân thí luyện sổ long, chuyện này căn bản không có khả năng giấu giếm được. Mà khi ở chỗ thí luyện đã có rất nhiều thế lực xuất thủ với hắn, muốn cưỡng đoạt tạo hóa của hắn. Hiện tại, một vị cường giả chú đỉnh cảnh mang theo 10 cường giả trúc cơ tiến vào đế đô, rõ ràng là muốn phân chia danh giới cùng với Trần Phong Viêm. Dưới tình huống này, hiển nhiên hắn cũng sẽ trở thành một mục tiêu. Bất kể là bí mật trong bức họa bằng đá hay là chiến thần tam thức, đều có thể làm cho người ta điên cuồng. Dù là cường giả tiên đồ trở lên không xuất thủ, thế nhưng hiện tại Lăng Hàn vẫn không có cách nào để đối kháng được với cường giả tầm bí cảnh. Chẳng lẽ, hắn phải ngồi yên ở chỗ này, chờ người ta tới cửa khiêu khích hay sao? Ô, một con heo mập lặng lẽ bỏ đến, rộ dáng ngó nghiêng, giống như trộm vậy. Lăng Hàn bước vào tới, sách heo mập lên. Con lợn thối, ta còn đang suy nghĩ có phải lương tâm của người bộc phát hay không, rốt cục không tiếp tục ăn uống ở chỗ ta nữa. Thế nhưng không nghĩ tới ngươi lại trở về. Hai mắt heo mập trừng lớn, dường như đã bị dọa không nhẹ. Lăng Hàn gật gật đầu. Không sai, ta trở về. Cái tên nhà ngươi, nhiều ngày như vậy có đã làm chuyện xấu xa gì đó hay không? heo mập nhếch miệng cười một tiếng, ô hanh, một hạt ngọc từ bên trong miệng nó rơi ra, khiến cho nó lập tức bối rối, dẫy dụa muốn nhảy từ trong tay lăng hàn xuống. Lăng hàn nhìn qua, đây là một viên ngọc màu xanh lục, dù là dính nước bọt, thế nhưng vẫn tản ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Bảo Châu, tuyệt đối có giá trị liên thành, lăng hàn hừ lạnh, nói, tốt, hóa ra đúng là người đi làm trộm, heo mập nở nụ cười trột giả dạ với hắn, ra vẻ chuyện gì cũng có thể thương lượng. Người tuyệt đối không nên đi mật báo lăng hàn nghĩ ngợi heo tham tài háo sắc giống như ngươi nhất định không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy có phải ngươi coi chỗ của ta thành ổ trộm cướp hay không hai mắt heo mập đảo liên tục dường như đang suy nghĩ xem nên nói láo như thế nào được rồi được rồi ta cũng chẳng muốn quản ngươi lăng hàn lắc đầu đây chỉ là bảo bối trong mắt người bình thường cũng không phải là tài nguyên tu luyện gì cả cho nên tỷ lệ sắc heo gặp phải võ giả cũng không cao hơn nữa Heo mập có chút giống như tập hợp giữa tam hoa và thất hoa, nhiều lực khó thương, chỉ là chiến lực bản thân quá yếu đuối, người bình thường cũng có thể nhẹ nhõm bắt nó, nhanh chóng làm thành món heo sữa. Lúc này đầu sắc heo này mới như chút được gánh nặng, nở nụ cười nịnh hót với Lăng Hàn. Lăng Hàn vứt đầu sắc heo này xuống, trong lòng khẽ động. Không biết hắn có thể chủ động xuất kích, đi cướp hậu nhân CC những cường giả tiên đồ kia hay không. Hiện giờ những thế lực này chiếm cứ danh sơn bí cảnh, nhất định trong tay không thiếu sinh mệnh bảo quả nếu như có thể ăn cướp, chẳng phải có thể sẽ hóa giải đờ si tình trạng bức thiết của hắn hiện tại hay sao? Phải biết rằng, hắn cách thất cốt đỉnh phong cũng không còn bao xa nữa. Được, cứ làm như vậy, cũng không thể để cho các người bắt nạt ta mãi nha. Phụ thân, sao người lại nở nụ cười như thế chứ? Nhị hoa mắt sắc, lập tức phát hiện ra, ồ, thật là bị ổi, nhất định phụ thân đang muốn đi chơi người ta. Phụ thân, chúng ta đi giết người hay là phóng hỏa? Hai mắt của mấy đứa trẻ đều tỏa sáng, ra vẻ tràn ngập phấn khởi. Các ngươi có thể không bạo lực như vậy được không, động một chút lại nghĩ đến giết người phóng hỏa. Chương 3935, cướp sinh ý hạ. Lăng Hàn thở dài, hắn dạy dỗ quá thất bại a, à, dù sao cũng là phụ thân của mấy đứa bé, vì sao lại dạy mấy đứa trẻ này thành như vậy chứ? Hắn tổng kết một chút, bảy đứa trẻ này vừa mới sinh ra đã có trí tuệ, quan điểm nhân sinh đã hình thành sơ bộ, lại thêm khi đi theo hắn không phải là đánh nhau thì cũng là đánh nhau trên đường có thể không bạo lực được sao? Được rồi, mấy đứa trẻ này chỉ cần nhớ kỹ một điểm, muốn đánh muốn giết thì cứ nhìn chằm chằm vào người xấu là được rồi. Không giết người, không phóng hỏa, chúng ta đi cướp. Lăng Hàn nói, tốt tốt, bảy đứa trẻ đều là vỗ tay, mặc dù mới trở về hai ngày, thế nhưng các nàng đã buồn bực tới mức sắp hỏng rồi. Phụ thân, bao giờ chúng ta xuất phát? Đại hoa xoa xoa, nàng là người cuồng bạo lực, đã đói khát khó nhịn từ lâu rồi. Không vội, trước tiên cần phải thăm dò tình huống rõ ràng đã. Lăng Hàn nói, mặc dù có tới 10 cường giả tiên đồ, cao cao tại thượng, nhưng trước đó bọn hắn luôn ở trong lao tù, mà trong lao tù thì có chỗ gì ăn trôi chứ. Nhất định không phải tu luyện thì chính là giết chóc, cho nên, sau khi tiến vào thế giới phồn hoa như đế đô, có lẽ những cường giả tiên đồ kia còn nhịn được, thế nhưng hậu nhân bọn hắn thì sao? Lăng Hàn liên hệ với hiên viên định quốc, để hắn hỗ trợ đi nhìn chằm chằm vào những nơi như thanh lâu, sòng bạc, tin rằng nhất định sẽ có chỗ phát hiện. Không tới hai ngày, hiên viên định quốc đã đưa cho hắn tư liệu kỹ càng. Người nào đó lưu luyến thanh lâu, người nào đó thì đánh bạc thành tính, người nào đó thì thích đi thông đồng với nữ nhân đã chồng. Thật đúng là thử đủ loại, lăng hàn đếm qua, phần lớn người vẫn thích chạy tới thanh lâu hơn. Ai, nam nhân, đêm đó, lăng hàn xuất động, hắn đi tới thanh lâu cực kỳ xa hoa trong đế đô là thủy vận, đứng ở trên một tòa nhà cao, chừng hơn 40 tầng, Đứng ở trên tầng cao nhất có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi một con đường ở gần đó. Dùng nhãn thuật CC Lăng Hàn, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng một con kiến ở trên mặt đất. "Tới tới tới, đánh bài." Đại Hoa nói, bốn người một bàn, thế nhưng mỗi một đứa trẻ đều không muốn ở cùng tổ với Lục Hoa, Thất Hoa. Lục Hoa luôn ở trạng thái ẩn mình, ai biết lúc nào nàng sẽ tới gần nhìn lén bài của ngươi chứ? Mà Thất Hoa, đánh, rất có thể sau khi đánh sẽ ngủ thiếp đi. Như vậy sao mà chơi được chứ? Bởi vậy, đại hoa, nhị hoa, tứ hoa, ngũ hoa một tổ, lăng hàn và tam hoa kiêu ngạo bị ném đến một tổ cùng với lục hoa và thất hoa. Ván bài bắt đầu, quả nhiên, lục hoa cùng thắng, trên cơ bản không có thua, trừ phi bài thực sự quá tệ. Đánh tới 3 giờ sáng, cuối cùng lăng hàn đã phát hiện ra, mục tiêu của hắn đã xuất hiện. Lần này người mà hắn để mắt tới là nhi tử trưởng của một tên cường giả tiên đồ, tên là Phan Thái Hà, hiên viên định quốc đã điều tra rõ ràng, người này có tu vi khai khiếu cảnh. Lăng hàn lặng lẽ từ bên trên đi xuống, sau lưng hắn là bảy đứa bé đang cao hứng, mỗi một đứa đều kiếng chân, hận không thể xuất thủ thay lăng hàn. Phan thái hạ uống tới mức say, bước chân thất tha thất thiểu, hắn hết sức yên tâm, hiện tại bên trong đế đô này có ai dám xuất thủ với hắn cơ chứ? Không sợ chết à, lại nói, hắn có say tới mấy thì cũng là cường giả khai khiếu cảnh, ngoại trừ mấy tên hoàng tử hay là hồng thiên bộ ra, có ai có thể làm hắn tổn thương được chứ? Hắn nấc một cái hồi tưởng đến lúc điên loan đảo phượng vừa rồi hắn không khỏi cảm thán thời gian ở trong lao tù trước đó hắn sống như thế nào chứ nếu như không phải mấy vị cường giả phá vỡ trận pháp để cho bọn hắn có thể chạy đi tin rằng không cần mấy trăm năm hắn sẽ trở thành một đống xương khô ở nơi quái quỷ đó hắn sinh thật là đúng lúc gặp phải ngày tốt lành ngày mai lại đến đổi mấy tiểu yêu tinh mới để chơi đùa a lang hàn căn cứ vào địa hình rồi phán đoán đi vòng do một vòng chạy tới trước mặt phan thái hà chỉ chốc lát, Phan Thái Hà đã đi đến. Sau khi hắn đi qua, Lăng Hàn lặng lẽ từ trong hẻm nhỏ đi ra, vung chiến trùy trong tay lên, đập một cái vào gáy Phan Thái Hà. Dù sao Phan Thái Hà cũng là khai khiếu cảnh, trong nháy mắt khi chùy tập kích đến hắn đã đưa ra phản ứng. Chỉ là, trùy đã gõ đến, vừa vặn Phan Thái Hà còn uống say, thứ hai, thực lực của Lăng Hàn căn bản không yếu hơn hắn, lại phát động đánh lén, dưới tình huống như vậy hắn còn có thể né tránh hay sao? Phanh, mặc dù hắn có nghiêng người né tránh, thế nhưng vẫn vừa vặn bị trùy nện chúng, trực tiếp ngất đi. Lăng Hàn bắt đầu lục soát, pháp khí không gian, ha ha, đúng là có hai viên sinh mệnh bảo quả. Ô, cái đai lưng này sau khi truyền bí lực lại có thể duỗi dài ra, cực kỳ cứng cỏi, được, rất hữu dụng. Quỷ nghèo, chỉ có hai kiện đồ vật như vậy thôi sao? Ai, Lăng Hàn thu hồi đồ vật, nghênh ngang rời đi, kỳ thật hai viên sinh mệnh bảo quả đã đủ để cho hắn hài lòng rồi. Chỉ chốc lát, Phan Thái Hà từ từ tỉnh lại, lập tức, phía sau gáy truyền đến đau đớn kịch liệt, hắn vội vàng nhảy lên, duỗi tay sờ ra sau gáy, ướt, dinh dính. Hắn thu tay nhìn qua, tất cả đều là máu. Chuyện trước khi hôn mê lập tức giống như thủy triều kéo tới, hắn bỗng nhiên nhận ra, mình bị đánh lén. Hắn sờ một cái, sắc mặt không khỏi biến đổi, pháp khí không gian không còn nữa. Tạc nhân chết tiệt, thật là to gan lớn mật, lại dám gõ gậy vào gáy hắn. Cảm giác đau đớn lan tràn, hắn sờ lên gáy một cái, người này ra tay thật sự rất nặng, đã nổi lên một cái bọc lớn rồi. Đúng lúc này, vừa vặn có một nhóm ba người đi tới, lúc nhìn thấy Phan Thái Hà, cả đám đều dừng bước. Huynh đệ, người không sao chứ? Một người hỏi, dường như bị người ta đánh lén, người nhìn xem, gáy bị sưng lên rồi. Người thứ hai thì nhỏ giọng nói, tai của Phan Thái Hà nhạy cảm bực nào chứ? Hắn lập tức lớn tiếng nói, ai bị đánh lén chứ? Bản thiếu là ai chứ? Ai đánh lén được bản thiếu? Bản thiếu chỉ không cẩn thận bị ngã một phát, các ngươi nhìn cái gì chứ? Hắn nói rất gióng giạc, thế nhưng không nghĩ tới sau khi mất đi đai lưng, quần bị động tác mạnh mẽ của hắn kích động, lập tức tuột xuống. Phốc, ba người đi đường đều phun nước miếng, tên biến thái này vừa mắng vừa lộ vật kia ở trước mắt bọn hắn. Bọn hắn nhao nhao xoay người bỏ chạy, ai biết tên biến thái này sẽ làm ra chuyện gì. Chương 3936, liên tục đắc thủ. Dù sao Phan Thái Hà cũng là khai khiếu cảnh trong nháy mắt bị trùy tập kích thì hắn đã phát hiện. Nhưng trùy đã đánh tới, hơn nữa Phan Thái Hà còn uống say, thứ hai, thực lực lăng hàn căn bản không yếu hơn hắn, lại phát động đánh lén, hắn có thể tránh né hay sao? Âm, um, mặc dù hắn hơi nghiêng đi một chút nhưng vẫn bị trùy đập mất xỉu. Lăng Hàn bắt đầu lục soát pháp khí không gian, ha ha, lại có hai viên sinh mệnh bảo quả. A, à, cái đai lưng rót bí lực vào sẽ kéo dài ra, bản thân cực kỳ cứng cỏi, ân, hữu dụng. Quỷ nghèo, chỉ có hai món đồ này, ai, Lang Hàn thu hồi đồ vật và nghênh ngang rời đi, kỳ thật hai viên sinh mệnh bảo quả đã đủ làm hắn hài lòng. Chỉ chốc lát, Phan Thái Hà từ từ tỉnh lại, hắn cảm thấy cái ót của mình đau đớn, hắn vội vàng ngồi dậy và dùng tay sờ ót mình. Hắn thu tay lại, đều là máu, những chuyện trước khi hôn mê xuất hiện, hắn biết mình bị đánh lén. Hắn sờ một cái, sắc mặt kịch biến, pháp khí không gian đã biến mất, tiểu tặc đáng chết, không ngờ lại to gan lớn mật lại dám gõ ám côn hắn đau 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 hắn sờ lên ót người này ra tay quá nặng ót của hắn đã sưng to đúng lúc này vừa vặn có một nhóm ba người đi tới nhìn thấy phan thái hà đều dừng bước huynh đệ người không sao chứ một người hỏi dường như bị gõ ám côn người xem cái ót của hắn sưng to rồi người thứ hai nhỏ giọng nói phan thái hà có thính lực cỡ nào hắn lập tức lớn tiếng nói ai bị gõ ám côn chứ bản thiếu là ai ai gõ ám côn bản thiếu ra chứ bản thiếu không cẩn thận ngã xuống các ngươi nhìn cái gì hắn đang nói dõng dạc không nghĩ tới cái đai lưng mất đi quần của hắn trượt xuống phốc ba cái kia phun nước bọt tên biến thái này vừa mắng vừa khoe hàng với bọn họ bọn họ xoay người chạy đi ai biết tên biến thái này sẽ làm cái gì phan thái hà vội vàng sách quần lên sau đó hắn duỗi tay nói ra các ngươi đừng chạy hắn sợ ba người này nói lung tung nghe hắn nói như thế ba người kia chạy nhanh hơn người xem một đại nam nhân khoe hàng trước mặt mình, hắn có dụng ý gì? Biến thái chết tiệt, đừng mơ động tới bọn họ. Phan Thái Hà muốn đuổi theo, hắn lại bị đau đớn sau ót làm dừng bước. Tiểu tặc chết tiệt, đừng để ta bắt được ngươi, nếu không ta nhất định giết chết ngươi. Sang ngày thứ hai, tin tức Phan Thái Hà bị tập kích truyền khắp đế đô, dẫn tới xôn xao. Hiện tại người nào không biết đoàn người phí Vĩnh Tư khí thế hùng hổ, muốn đuổi Trần Phong Viêm xuống hoàng tọa, hết lần này tới lần khác Phan Thái Hà bị người ta gõ ám côn cướp sạch trống không. Mặc dù Phan Thái Hà chỉ là tiểu nhân vật, nhưng từ ý nghĩa nào đó hắn lại đại biểu đoàn thể phí vĩnh tư, động Phan Thái Hà chính là khiêu khích đám người phí vĩnh tư, nghĩ như vậy, ý nghĩa việc này rất lớn. Mặc dù Phan Thái Hà nhớ lại như thế nào, hắn không nhìn thấy Lăng Hàn, tự nhiên không cách nào nói rõ ràng là ai đã gõ ám côn và cướp đồ của hắn, bởi vậy, mặc dù việc này dẫn tới sóng to gió lớn nhưng không thể tìm ra hung thủ. Nhưng hiên viên định quốc lại tìm tới, có phải ngươi làm hay không? hắn đi lên và hỏi nhỏ, không có khả năng trùng hợp như vậy, Lăng Hàn chân trước mới bảo hắn tìm hiểu yêu thích của đám người Phan Thái Hà, chân sau Phan Thái Hà liền bị người ta cướp sạch. Lăng Hàn chỉ cười cười, hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận. Người thật tốt, hiên viên định quốc vỗ vai Lăng Hàn một cái, Lăng Hàn không thu liếm chút nào, tối hôm đó, hắn xuất động lần nữa. Lần này hắn để mắt tới Bạch Hoành Tài, đó là con trai của cường giả Trúc Cơ, người này thích cờ bạc, gần như ngày nào cũng chơi bạc tới nửa đêm, sau đó hắn sẽ quay về nhà, có lẽ không dám bỏ lỡ tu luyện lúc sáng sớm. Lăng Hàn cầm tấm vải đen che mặt mình, sau đó hắn đánh lén như hôm qua. Nhưng thực lực Bạch Hoành Tài không kém gì Phan Thái Hà, hắn không uống say, bởi vậy, mặc dù bị đánh lén nhưng phản ứng của hắn còn tốt hơn Phan Thái Hà, hắn xoay người lại và cười lạnh với Lăng Hàn. Tối hôm qua mới đánh lén Phan Thái Hà, ngươi cho rằng bản thiếu gia không chuẩn bị hay sao? Hắn vô cùng cao ngạo, hắn cũng có lòng tin vào thực lực của mình lăng hàn không nói trực tiếp vận chuyển chiến thần tam thức hiện tại ngoại trừ công chúa yêu tộc ra không người nào nhìn thấy môn thần công này của hắn cái gì bạch hoành tài sợ hãi thật đáng sợ tại sao có thể có kỹ pháp như thế dường như thiên địa dung nhập làm một thể vào người lăng hàn hắn đánh ra một kích không khác gì thiên địa nghiền ép hắn cảm thấy huyết khí sôi trào hắn há miệng phun ra vài phù văn uy lực của phù văn màu vàng rất mạnh nhưng chúng không đáng chú ý khi so với chiến tam thức ký hiệu nghiền nát mà Bạch Hoành Tài cũng bị đánh bay. Lăng Hàn thừa thắng truy kích, thức thứ hai, thức thứ ba công kích liên tục. Ba thức qua đi, Bạch Hoành Tài bị đánh nằm trên mặt đất. May mắn Lăng Hàn thu lực vào lúc quan trọng, nếu không Bạch Hoành Tài sẽ biến thành thi thể. Chiến thần tam thức quá mạnh, Lăng Hàn cảm thán một chút, vội vàng cướp sạch sau đó nghênh ngang rời đi. Chỉ chốc lát, Bạch Hoành Tài tỉnh lại, hắn phát hiện mình bị cướp sạch thì tức giận gào lên, việc này quá mất mặt, hôm qua xảy ra chuyện, hôm nay hắn lại bị cướp. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, mặt mũi của hắn đặt ở nơi nào? Hắn bị đánh trọng thương, hắn có thể gạt ai chứ? Qua đêm nay, tin tức Bạch Hoành Tài bị đánh lén cướp sạch truyền khắp đế đô. Là ai làm? Thật sự là hả giận, đám người kia quá phách lối, nên có người trị bọn chúng. Anh hùng, người trong đế đô rất thưởng thức nghĩa cử của Lăng Hàn, trong hội đám người Phan Thái Hà, sắc mặt mọi người biến thành âm trầm. Bọn họ tụ tập tại chỗ thương lượng đối sách, trước kia chỉ có Phan Thái Hà bị tập kích có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng lại thêm một bạch hoành tài, hiển nhiên việc này là hành động nhầm vào bọn họ. Cho nên, bọn họ nhất định phải bắt được hung thủ, nếu không còn mặt mũi nào gặp người. Bạch hoành tài, người cũng không nhìn thấy bộ dáng hung thủ. Một người hỏi, hắn ngồi ở chủ vị, khí tức thâm trầm. Người này chính là đại đệ tử của phí vinh tư, tên là Uông Vũ, bây giờ đã là tầm bí cảnh, chỉ cách tiên đồ một tia. Nhưng chính một tia yếu ớt đó lại làm khó nhiều người, có người dùng thời gian 10 năm, trăm năm cũng không bước qua được. Sắc mặt bạch hoành tài khó coi, nói, người kia dùng vải che mặt, không thấy rõ diện mạo. Vậy phong cách công kích của hắn thế nào? Một nữ tử hỏi, nàng có tướng mạo động lòng người, có một loại phong tình yêu dã. Tăng Thụy Huyên, cao thủ tầm bí cảnh sơ kỳ, sắc mặt bạch hoành tài càng khó coi. Hắn dùng ba chiêu đánh bại ta, ta không thấy hắn phong cách công kích của hắn thế nào. mươi 3937, Người hiểm nghi, Ba chiêu đánh bại ngươi, Uông Vũ kinh ngạc, hắn nhíu mày, nói, chẳng lẽ, đây là một cao thủ tầm bí cảnh, lão đại, tầm bí cảnh trong huyền Bắc Quốc hoặc có chiến lược tầm bí cảnh đều đếm được trên đầu ngón tay. Một tên nam tử trẻ tuổi nói, hắn tên là Bùi Vân Thư, từ trước đến nay tự cho ăn mình là người đa mưu túc trí. Cho nên, từ đó có thể loại bỏ từng người. Không tệ, Tăng Thụy Huyên gật đầu, nói, trong các cao thủ võ đạo tại huyền Bắc Quốc, không vượt qua 10 người có chiến lược tầm bí cảnh, cho nên rất dễ tìm. Ta cảm thấy có khả năng nhất chính là Hồng Thiên Bộ. Phan Thái Hà nói, Bùi Vân Thư gật đầu, nói, mặc dù Hồng Thiên Bộ chỉ là khai khiếu cảnh, nhưng hắn là thiên tài nhị tinh, có được chiến lược tầm bí cảnh. Ở nơi lạc hậu này lại có thiên tài nhị tinh, Tăng Thụy Huyên chấn kinh, không sai, Bùi Vân Thư nói, căn cứ tư liệu ta siêu tập được, Hồng Thiên Bộ có thể chiến đấu vượt qua đại cảnh giới, đạt đến tiêu chuẩn thiên tài nhị tinh, thậm chí ta hoài nghi hắn nắm giữ thủ đoạn nào đó và đạt được chiến lược thiên tài tam tinh lại một thanh niên ngắt lời hắn tên là hạng đằng cũng là một tên tầm bí cảnh mặc dù chúng ta thường xuyên được khen là thiên tài nhưng có thể được gọi là thiên tài nhị tinh số lượng ít như lông phượng sừng lân uông vũ gật đầu có thể vô địch cùng giai có thể xem là thiên tài nhất tinh có thể chiến đấu vượt một đại cảnh giới chính là thiên tài nhị tinh thể vượt một cái đại cảnh giới bất bại là thiên tài tam tinh có thể vượt qua một đại cảnh giới mà vô địch đó chính là thiên tài tứ tinh. Dù sao tại nơi này của chúng ta, thiên tài nhất tinh ít đến mức đáng thương, thiên tài nhị tinh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vân Thư, người nói Hồng Thiên Bộ là thiên tài nhị tinh, thậm chí có khả năng là tam tinh. Bùi Vân Thư chậm rãi gật đầu, mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng từ tư liệu ta thu thập được, việc này xác định không cần nghi ngờ. Hắn dừng một lúc và nói, ta hoài nghi nơi này còn có thiên tài tứ tinh, Tăng Thụy Huyên sững sờ, sau đó bật cười. Bùi Vân Thư, người nói đùa sao? Cho dù tinh không rộng lớn, thiên tài tứ tinh hiếm như lông phượng sừng lân, chỉ có thánh tử và thánh nữ trong đại giáo mới có thể đạt tới. Tại vùng đất man hoang này xuất hiện thiên tài tam tinh và thiên tài tứ tinh, người không cảm thấy lời này rất buồn cười hay sao? Hạng đằng cười nói, Bùi Vân Thư không tức giận, hắn nói, các người có biết, ta nói người có khả năng là thiên tài tứ tinh kia, kẻ này vừa mới đạt được vị trí thứ nhất trong sổ long thí luyện, hắn chỉ đạt tới cực cốt cảnh. Lang Hàn, uông vũ lập tức nói không sai hư ta còn muốn tìm hắn uông vũ lộ ra vẻ mặt cao ngạo nói bởi vì ta không tham gia sổ long thí luyện tiểu tử này đã đạt được sổ long truyền thừa vừa lúc ta có thể tìm hắn lão đại người muốn độc hưởng bí pháp sao tăng thụy huyên cười nói uông vũ gõ bàn một cái nói hiện tại chúng ta là người một nhà đương nhiên là cùng hưởng lúc đầu hắn không muốn nói như vậy nhưng nhìn thần sắc khẩn trương của tất cả mọi người biết mình không nhả ra thì liên minh sẽ tan rã. Lúc này đám người mới hài lòng, sau đó đều cười cười. Đầu tiên không quản sổ long truyền thừa, dù sao hắn không chạy được. Bùi Vân Thư nói, hiện tại có người đánh lén chúng ta, đây là khiêu khích trần trụi, tuyệt đối không thể nhịn. Đúng thế, nhất định phải tìm ra người này, ngoại trừ hồng thiên bộ ra, ngoài ra còn có đại hoàng tử, người này là tiên thiên thần thể, lại có tu vi tầm bí cảnh. Còn có thất hoàng tử, Mặc dù hắn rất ít xuất hiện nhưng người này có niệm lực phi thường cường đại, đã đạt đến tầm bí cảnh. Tốt, bắt đầu từ ba kẻ này, chúng ta phải tìm ra hung thủ. Những tên nhị thế tổ này không kiêng nể gì cả, lập tức đi tìm Hồng Thiên Bộ, Đại hoàng tử và Thất hoàng tử, từ đó Đế Đô sinh ra vô số sóng to gió lớn. Các ngươi quá khoa trương rồi, đây chính là Đế Đô, không phải nhà của các ngươi, các ngươi muốn làm gì thì làm hay sao? Với tư cách kẻ đầu tiêu, Lăng Hàn rất ung dung hắn nhìn pháp khí không gian của bạch hoành tài, bên trong trừ ba sinh mệnh bảo qua ra, còn có một tấm mặt nạ màu tím, thứ này có hiệu quả kinh người, cho dù dùng lợi khí chém cũng không phá hư. Sau khi chủ động kích hoạt, nó có thể hình thành quang thuẫn màu tím bảo hộ đầu của mình vào trong. Thứ này rất không tệ, có khả năng che giấu lại có tác dụng bảo hộ. Ách, nếu Phan Thái Hà dùng mặt nạ này, hắn sẽ không bị gõ ám côn. Đêm đó, Lăng Hàn tiếp tục xuất động, hắn cũng mặc kệ, chỉ cần cường giả tiên đồ không xuất hiện, hắn chính gặp được tầm bí cảnh cũng có thể thong dong thoát thân. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào người tầm bí cảnh trở xuống, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi, liên tiếp 5 ngày, tổng cộng có 12 người bị hắn cướp sạch, mấy ngày sau, hắn làm càng ngày càng thuận tay, liên tục cướp vài người. Đám người uông vô tức giận không nhỏ, bọn họ cẩn thận điều tra qua mấy người hồng thiên bộ, thậm chí còn giao thủ với ba người bạch hoành tài cùng hồng thiên bộ, về sau đã loại bỏ ba người này khỏi hiểm nghi. Cũng không phải ba người này, vậy là ai? trong đế đâu có ai có chiến lược tầm bí cảnh đám người uông vũ không ngừng nghiên cứu cho dù nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra kẻ nào sau mười mấy ngày lăng hàn đã dừng hành động một là mục tiêu của hắn đã có kinh nghiệm ban đêm đàng hoàng ở nhà mình thứ hai người không có bị cướp sạch càng ngày càng ít phần lớn đều là tầm bí cảnh mặc dù đám người uông vũ đang tìm người hiềm nhi có chiến lược tầm bí cảnh lăng hàn lại biết chiến lược của hắn không bước vào tầm bí cảnh hắn sẽ ăn thua thiệt khi gặp đối thủ tầm bí cảnh Nhìn sinh mệnh bảo quả trong tay, hắn đã có gần 20 quả, hơn nữa cấp độ đều không thấp, không phải cấp bậc khai khiếu cảnh thì chính là cấp bậc tầm bí cảnh, đủ cho hắn đột phá minh văn. Bởi vậy, Lăng Hàn tạm dừng hành động, hắn an tâm ở nhà. Cướp đoạt trong nhiều ngày như thế, hắn trải qua rất nhiều chiến đấu, từ đó có hiệu quả ma luyện bản thân rất tốt, hắn bảo Nhị Oa cẩn thận kiểm tra chính mình một chút, tìm kiếm xem có nơi nào tiến hóa không hoàn mỹ hay không. Sau đó dựa vào cơ sở vững chắc này, Lăng Hàn định xung kích minh văn đây là cơ sở không dính gì đến cảm mộ cho nên cơ sở vững chắc là có thể đột phá từ đó không cần lo lắng căn cơ bất ổn bành hắn nghe tiếng nổ lớn có người đạp cửa xông vào kỳ quái lần trước hắn cướp đoạt khắp nơi nhưng không người đến gây phiền toái hiện tại hắn dự định thu tay lại lại có người đánh tới cửa phổ thân có người đánh tới cửa đám tiểu hồ lô chạy tới từng người rất tức giận và hưng phấn rất lâu không có đánh nhau đám này là phần tử hiếu chiến lang hàn lắc đầu hắn đi ra ngoài, vừa mới tới đại sảnh đã nhìn thấy năm người phá cửa xông vào, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Hắn cảm thấy kỳ quái, bởi vì năm người này đều là người bị hại, hắn đã cướp đoạt tất cả. Chương 3938, bị để mắt tới. Phan Thái Hà, Bạch Hoành Tài, Đồ Lượng, Ngô Gia Thiện, Hà Tích Quân, bốn nam một nữ đều là tu vi khai khiếu cảnh, mỗi người đều bị Lăng Hàn cướp sạch. Lăng Hàn, Bạch Hoành Tài đưa mắt nhìn sang Lăng Hàn, hắn chẳng thèm ngó tới làm gì lăng hàn cười nói nếu năm người này biết là mình cướp sạch bọn họ trên mặt của bọn họ sẽ có vẻ mặt như thế nào cả đám ngạo mạn sai chỗ rồi lão đại của chúng ta muốn ngươi đi một chuyến đồ lượng nói tiếp lăng hàn cười ha ha lão đại của các ngươi là ai uông vũ uông đại ca phan thái hà ngạo mạn nói cường giả tầm bí cảnh đại đệ tử của phí đại nhân ngô gia thiện bổ sung lăng hàn hiểu ra trước kia bởi vì bị người thần bí cướp nên đối phương bực mình có lẽ Uông Vũ cũng không có tinh lực đối phó hắn, hiện tại đã nghĩ tới mình. Tại sao? Đương nhiên là sổ long truyền thừa, không cần nghĩ cũng biết. Hắn lắc đầu, ta bận rộn nhiều việc, không quan tâm lão đại hay lão nhị của các ngươi là ai, có việc thì hắn tự mình tới. Lăng Hàn, người đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao? Bạch Hoành Tài nói, Lăng Hàn bật cười, các ngươi chạy tới nhà của ta sau đó la hét om awesome, sầm, hiện tại còn chỉ trích ta. Ha ha, tạm biệt không tiến, đừng quên giao tiền sửa cửa. Hắn chỉ vào cửa lớn bị đá văng đi. Ha 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 ha, năm người bạch hoành tài đều cười to. Không buồn cười sao, một cực cốt cảnh nho nhỏ dám bảo bọn họ bồi thường. Được nâng lên thành đế đô song kiêu, tự cho rằng mình không tầm thường, quá đề cao bản thân. Hà tích quân lắc đầu, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Tiểu tử, người có thể đạt được đệ nhất trong sổ long thí luyện là bởi vì tình huống đặc thù. Đồ lượng lạnh lùng nói, nhưng nơi này cũng không phải sổ long thí luyện vẻ mặt lang hàn đầy cổ quái, nói, chẳng lẽ các ngươi không hỏi thăm một chút nơi này là nơi nào hay sao? Ha ha, một cực cốt cảnh nho nhỏ thì có gì mà hỏi thăm? Bạch hoành tài phát động công kích, thân thể hắn lướt tới thật nhanh. Lang hàn lắc đầu, tâm niệm vừa động, hắn phát động trận pháp tuyệt đối công bằng cực lớn, sau khi trở về nhà, đương nhiên hắn đã bố trí lại trận pháp nơi này, có thể nói, cường giả tiên đồ không đến, hắn chính là vô địch tại nơi này. Cái gì? Bạch hoành tài kinh ngạc hét lên, Tu vi của hắn đã đạt tới ngũ cốt. Lăng Hàn mỉm cười, hắn đấm ra một quyền, không cần dùng sức mạnh khủng bố cỡ nào, một quyền tùy ý là có thể đánh bại đối thủ tu vi ngũ cốt. Bành, một quyền mà thôi, Bạch Hoành Tài bị hắn đánh bay, may mắn Lăng Hàn chỉ đấm ra một quyền tùy ý, lực lượng cực kỳ có hạn, bằng không hắn khẳng định bị đánh thành huyết vụ. Ngay cả như vậy, hắn vẫn nằm trên mặt đất như chó chết. Lăng Hàn nhìn về phía bốn người khác, cười nói: "Các ngươi nói cái gì? Khốn khiếp!" Nơi này có trận pháp, có thể cưỡng ép giảm tu vi của bọn họ. Bốn người kia đều kinh hãi, sau khi phát động trận pháp, tu vi của bọn họ chỉ còn lại ngũ cốt, bọn họ làm sao là đối thủ của thiên tài tứ tinh. Đi, đi, bốn người kia nhấc Bạch Hoành tài lên sau đó xoay đầu bỏ chạy. Có thể đi, đừng quên lưu lại tiền sửa cửa, Lăng Hàn nói, bốn người kia không dám nói gì, vội vàng vứt xuống một túi ngọc tử, sau đó nâng Bạch Hoành tài đi ra ngoài. Vừa rời đi, bọn họ cảm thấy quá biệt khuất. Lăng Hàn, người có dám đi ra? Bọn họ gào to, đương nhiên Lăng Hàn sẽ không mắc lừa, ra ngoài, hắn chiến khai khiếu sơ kỳ và trung kỳ đều không có vấn đề, sử dụng chiến thần tam thức đánh bại khai khiếu hậu kỳ cũng không khó, nhưng cứ như vậy sẽ lộ ra thân phận kẻ cướp của hắn. Hắn quyết định ít xuất hiện một chút, lúc này mới có thể im lặng phát tài. Các người có bản lĩnh thì đi vào đây, đám tiểu hoa nhi cùng kêu lên, các người đi ra, đám người bạch hoành tài hét lớn, các người tiến vào, các người đi ra, đám tiểu hoa nhi cười tô toét dù sao các nàng còn nhỏ cho dù náo thế nào cũng chỉ làm người ta cảm thấy tinh nghịch mà thôi bên kia lại khác biệt bốn người trưởng thành lại khẩu chiến với tiểu hoa nhi các ngươi không cảm thấy mất mặt xấu hổ hay sao cho nên sau khi mắng một lúc bốn người phan thái hà ngậm miệng lại và mang theo bạch hoành tài xám xịt rời đi sau khi nói rõ tình huống uông vũ lập tức triệu tập đám người và thương nghị với nhau lang hàn chính là thiên tài trận đạo trong nhà bày một cái trận pháp có thể suy yếu tu vi cường giả. Hắn cao mày, nói, ngay cả khai khiếu cảnh cũng bị ảnh hưởng, có lẽ tầm bí cảnh cũng sẽ không ngoại lệ. Vậy làm sao bây giờ, nếu hắn trốn ở trong nhà, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hay sao? Tăng Thụy Huyên nói, Trần Phong Viêm chậm chạp không xuất hiện, lực uy hiếp càng ngày càng tệ, sau đó không lâu, khẳng định sẽ có càng nhiều cường giả tới đây. Hạng Đăng nói, đến lúc đó, người để mắt tới sổ long truyền thừa sẽ càng nhiều, chúng ta chưa hẳn không đắc thủ cho nên nhất định phải mau chóng bắt lấy người này, bước ra sổ long truyền thừa. Uông Vũ gật đầu, mặc dù bây giờ sư phụ của hắn có được tu vi chú đỉnh cảnh, chính là người tu vi cao nhất đế đô, bên ngoài còn có rất nhiều cao thủ chú đỉnh cảnh tồn tại, thậm chí không bao lâu sau sẽ có cường giả sinh đan cảnh thậm chí linh anh, hóa linh cảnh xuất hiện. Không thừa dịp này đạt được sổ long truyền thừa, tương lai sẽ không có duyên với bọn họ. Uông Vũ suy nghĩ một lát, nói, ta sẽ đi cầu khẩn sư phụ ban thưởng bảo vật, có thể triệt tiêu trận pháp áp chế. Tất cả nhờ vào Uông Đại ca, tất cả mọi người đều lên tiếng, mặc dù chúc cơ cảnh không có khả năng bị trận pháp của Lăng Hàn ảnh hưởng, nhưng bọn họ nhất định phải tự mình thừa nhận áp lực của trận pháp, không cách nào dựa vào ban thưởng một kiện bảo vật là có thể làm người khác ngăn cản áp chế từ trận pháp. Uông Vũ gật đầu, hắn là lão đại của tiểu đội nhỏ này, hắn cần phải đứng ra suy nghĩ biện pháp, nếu không làm sao ngưng tụ lòng người. Lăng Hàn cảm thấy đã đủ rồi, hắn có thể xung kích Minh văn cảnh nói thật ra, ý nghĩa của nó không bằng thất cốt. Rất bình thường, thế gian có bao nhiêu minh văn cảnh, có bao nhiêu thất cốt. Lăng Hàn cầm sinh mệnh bảo quả trong tay, nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn kém một bước mà thôi. Hắn khoanh chân ngồi xuống, dẫn động cấp độ sinh mệnh bộc phát. Oanh, lực lượng trong cơ thể ngưng tụ và xung kích bình cảnh. Ba, trói buộc đầu tiên vỡ vụn, trái tim của Lăng Hàn xuất hiện đường vân nhàn nhạt và tỏa ra kim quang, có một loại đại khí không thể hình dung. Minh Văn Cảnh, đó là khắc minh văn lên nội tạng làm cho nội tạng nhận được bảo hộ từ đó gia tăng phòng ngự của võ giả trên diện rộng ví dụ một tên cực cốt cảnh cho dù hắn có được lực lượng minh văn cảnh nhưng sau khi chúng trọng kích có khả năng xương cốt không tan nát nhưng nội tạng lại bị lực lượng khổng lồ đánh thành thịt nát minh văn cảnh thì khác lúc thừa nhận trọng kích minh văn sẽ có tác dụng bảo hộ nội tạng và chia tiêu lực đả kích huống chi minh văn còn có thể dùng công kích đường vân không phải do mình hiểu ra mà là sau khi đạt tới cấp độ này Minh văn sẽ hình thành tự nhiên. Mỗi người hình thành minh văn khác nhau nhưng cơ bản đều giống nhau, không có khác nhau quá lớn. Trừ phi, chương 3939, minh văn đầu tiên. Có một ít người phi thường may mắn, thời điểm đột phá sẽ hình thành minh văn không tầm thường, từ đó vượt xa người thường. Loại minh văn này được gọi là minh văn đặc thù, nói như vậy, một vạn cực cốt cảnh đột phá chỉ có một người có được minh văn đặc thù, hơn nữa, minh văn đặc thù chỉ hình thành một cái tất cả những cái khác đều biến hóa từ minh văn đặc thù. Cho nên, minh văn thứ nhất cực kỳ trọng yếu. Minh văn không thể lựa chọn, chúng hình thành tự nhiên, có người phỏng đoán việc này có quan hệ tới thiên phú của võ giả, thiên phú càng cao càng có khả năng hình thành minh văn đặc thù. Nhưng cũng có ngoại lệ, có người đột phá từ ngũ biến và ngũ cốt lại có thể tạo thành minh văn đặc thù. Lăng Hàn vô cùng chờ mong, chính mình hình thành minh văn có phải đặc thù hay không. Mặc dù nó chỉ hơi ảnh hưởng tới chiến lực, không có khả năng cải biến bản chất chiến lược của hắn hắn lại muốn có được minh văn đặc thù cho dù chỉ tăng một ít chiến lược cũng tốt giai đoạn này cần phải khắc minh văn vào tim gan lá lách phổi thận nói như vậy nhất định phải lựa chọn minh văn thứ nhất ở tim tim dấu thần là trung tâm của nội tạng căn bản của sinh mệnh tác dụng của nó cũng lớn nhất nếu trái tim bị đánh nổ người sẽ chết cho nên chín thành chín người đều lựa chọn bố trí minh văn đầu tiên ở tim lang hàn cũng không ngoại lệ trái tim đập mạnh mỗi một lần đập sẽ sinh ra khí huyết sôi trào vận chuyển năng lượng đi khắp toàn thân từ đó hình thành một đạo minh văn trái tim đập càng ngày càng mạnh làm cho lăng hàn buồn bực là mặc dù rất nhiều đạo văn màu vàng tụ tập trên tim nhưng trên thực tế chúng đều là trùng hợp cho dù có thêm bao nhiêu đường vân minh văn bản thân cũng không thay đổi đó chính là chữ nhất đơn giản nhất khốn kiếp đừng nói minh văn đặc thù nó còn không bằng minh văn phổ thông ông trời ơi tại sao ngươi không biến chữ nhất thành chữ nhị cho dù nhìn thế nào thì nhị cũng là cực hạn, nhưng cho dù Lăng Hàn nghĩ như thế nào, Minh Văn vẫn không biến hóa, từng tia sáng khảm vào trái tim, chữ nhất càng rõ ràng hơn trước. Âm âm, cấp sinh mệnh độ của hắn đang thay đổi thật nhanh, từng đạo gông cùng xiềng xích bị đánh nát, âm thanh như sấm sét. bản thân Lăng Hàn không ngừng ăn sinh mệnh bảo quả, dù sao hắn đang vượt qua đại cảnh giới, cần năng lượng sinh mệnh rất kinh người. Đúng như hắn suy nghĩ, cho dù vượt qua đại cảnh giới đều không tiêu hao bằng thất cốt, Lăng Hàn ăn bảy sinh mệnh bảo quả, hơn nữa đều là cấp độ khai khiếu cảnh cũng giúp hắn đột phá dễ dàng một khi đột phá dễ dàng hơn trước từ đó ý nghĩa cách kết thúc không xa quả nhiên lại là nửa giờ sau trong người lăng hàn rất bình yên lăng hàn nội thị tự thân sắc mặt của hắn cực kỳ cổ quái minh văn của hắn vẫn là chữ nhất đơn giản minh văn của người ta đều cực kỳ phức tạp hơn nữa không nhìn thấy rõ ràng chỉ ít có mấy vạn đường vân lăng hàn thì sao nhất đơn giản đến cực điểm ai lăng hàn thở dài kỳ thật hắn in dấu đường vân chỉ ít trăm vạn đạo, tất cả đều trồng chất vào nhau, hắn có biện pháp gì sao? Hắn đứng lên, dù sao cũng là minh văn cảnh, hiện tại hắn có thể quét ngang toàn bộ khai khiếu cảnh. Hắn quên đi buồn bực về minh văn của mình, lăng hàn quyết định đi thử chiến lực của bản thân, mặc dù hắn biết chắc chắn rất mạnh nhưng phải hiểu rõ cực hạn nằm ở đâu, lúc ra tay lúc cũng có thể phân nặng nhẹ. Phụ thân, đám tiểu hoa nhi lao tới, lăng hàn tươi cười giang tay A2 bên cho đám tiểu hoa nhi bám vào. A, à, minh văn của phụ thân thật kỳ quái nhị oa nhìn chằm chằm vào người lang hàn một lúc sau đó nói ra tiểu nha đầu có thể nhìn thấy minh văn của hắn lang hàn thở dài nói có bao nhiêu kỳ quái phụ thân người biết minh văn phổ thông và minh văn đặc thù phân chia thế nào hay không nhị oa hỏi lang hàn lắc đầu hắn không có lão sư chỉ điểm hắn cái gì từ đó có ý nghĩa hắn không biết quá nhiều đại oa ngắt lời nói kỳ thật vô cùng đơn giản nhìn kết cấu minh văn hoa văn càng nhiều, uy lực càng lớn. Minh văn của phụ thân yếu nhất, nhị hoa nói, a à, các tiểu hoa nhi sướng sờ, minh văn như vậy quá yếu sao? Đơn giản, yếu đến cực điểm. Đây là phản pháp quy chân. Tam hoa nói rất khẳng định, nàng rất có lòng tin vào lăng hàn. Lăng hàn khẽ giật mình, uy lực minh văn phải nhìn đường vân tạo thành hay sao? Như vậy chữ nhất của hắn điệp ra tới trăm vạn đạo, tất cả đều trồng lên nhau, nhìn qua chỉ có một đường vân mà thôi. Như vậy, minh văn của hắn mạnh hay yếu bành một tiếng nổ vang lên lăng hàn không cần đi xem cũng biết cửa lớn bị đá vỡ cánh cửa lại gặp nạn hắn chưa chọc ai chọc đây là lần thứ mấy rồi lăng hàn thả đám tiểu hoa nhi xuống hắn đi ra ngoài đám tiểu hoa nhi đi cùng sau khi bước ra khỏi đình viện hắn có thể nhìn thấy mười mấy tên nam nữ trẻ tuổi đứng bên ngoài phần lớn đều là người quen của lăng hàn là kẻ bị hắn cướp qua lăng hàn ngươi cho rằng nơi này có trận pháp suy yếu tu vi cường giả là liền có thể kê cao gối không lo. Bạch Hoành Tài mở miệng, trên mặt đầy xem thường, chỉ cần không có áp chế cảnh giới, hắn chân áp cực cốt cảnh dễ dàng như trở bàn tay. Lăng Hàn cười một tiếng, "Được rồi, vết sẹo quên đau. Ngươi." Sắc mặt Bạch Hoành Tài đỏ bừng, hắn bị Lăng Hàn dùng một quyền đánh bại, đây là việc nhục nhã, cho dù bởi vì cảnh giới của hắn bị áp chế, người ngoài vẫn nói hắn là khai khiếu cảnh còn không bằng cực cốt cảnh muốn báo thù, Lăng Hàn cười nói, không sai, Bạch Hoành Tài cao ngạo nói ra, hắn bước vào cửa lớn. Có nắm chắc như vậy, Lăng Hàn phát động trận pháp, trên thân Bạch Hoành Tài tỏa ra ánh sáng màu bạc giống như hộ thuẫn, từ đó bài xích trận pháp ra ngoài. Ha ha, đây là linh phù do phí đại nhân tự tay chế tác, làm sao có thể bị trận pháp của người áp chế. Bạch Hoành Tài cười lạnh nói, Lăng Hàn, người thật to gan, hôm nay người sẽ biết thế nào là tốt xấu. Hắn đi nhanh về phía trước, Oanh, khí thế khai khiếu cảnh phun trào, cực kỳ bá đạo. Lần này, đám người uông vũ và rất nhiều người đế đô đều nhận được tin tức. Hiển nhiên, lần này không chỉ có đám người uông vũ hành động, cho dù được Phí Vĩnh Tư chống đỡ, mục đích là gì? Đó là xuất chiêu với Trần Phong Viêm, nhìn đối phương đón đỡ như thế nào. Người đế đô đều biết, Lăng Hàn rất được đương kim thành hoàng sủng ái, thậm chí còn vượt qua con của hắn, nếu Lăng Hàn bị nhục, nếu Trần Phong Viêm còn không phản ứng, như vậy chứng minh hắn sợ hãi. Không địch lại chú đỉnh cảnh, cho đám tiểu bối uông vũ xuất hiện, phí Vinh Tư lưu lại đường lui cho mình, trận linh lúc trước đã lên tiếng thay Trần Phong Viêm, cường giả tiên đồ phải tuân thủ quy củ, bởi vậy, cho dù thực lực Trần Phong Viêm mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, bọn họ cũng có lý do thoái thác. Nhìn thấy Bạch Hoành Tài không sợ trận pháp áp chế, đám người bên ngoài cảm thấy lo lắng.